Hello, xin chào các thầy cô ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái chuỗi bài hướng dẫn. Khoảng tầm 5 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu thầy cô ha. Trước khi chúng ta bắt đầu thì nếu như thầy cô có câu hỏi hoặc trao đổi gì thì thầy cô cứ mạnh dạn nhắn lên hoặc là chúng ta bật mic để chúng ta trao đổi thầy cô nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ cố gắng hoàn thiện nhiều nhất cái trò chơi. Hy vọng là tới khoảng tầm 11 giờ chúng ta có thể hoàn thiện được khá khá. Nếu như mà hôm nay chúng ta làm không kịp thì thầy cô có thể xem thêm trong tài liệu hướng dẫn để chúng ta tiếp tục hoàn thiện thêm nhiều tính năng mới. Hôm nay chúng ta sẽ phải cần phải đi khá là nhanh, tại vì cũng còn nhiều nhiều phần. Chủ yếu là chúng ta sẽ cần làm cho nó xong cái bản đồ là một, với cái thứ hai là sau đó mới bắt đầu lập trình các cái tương tác giữa các nhân vật trong trò chơi. Thì về căn bản thì chúng ta sẽ có xe tăng nè, viên đạn nè và cục gạch đó. Thì mấy cái này nó sẽ có nhiều cái cứ hai đối tượng bất kỳ thì chúng ta sẽ đều có cái tương tác cả và chúng ta đều sẽ phải hiện thực cái chương trình cho cái tương tác đó thì chúng ta mới hoàn thiện được cái trò chơi của mình. Chín giờ chúng ta sẽ bắt đầu thầy cô ha.
Rồi, xin chào các thầy cô ha. Chắc là chúng ta sẽ bắt đầu luôn thôi. Dạ, nếu thầy cô cần hỗ trợ gì trước khi chúng ta bắt đầu thì thầy cô cứ nhắn sớm ha. Vì hôm nay chúng ta sẽ có nhiều nội dung nên là chúng ta sẽ phải đi nhanh hơn một chút. Dạ. Thì đây là hình ảnh chương trình mà hôm bữa chúng ta đã làm. Thực ra hôm bữa em đang muốn cố thêm một chút xíu nữa nhưng mà không được. Thì hôm nay em sẽ làm một chút xíu hướng dẫn, thầy cô nào làm kịp thì chúng ta sẽ làm. Sau đó em sẽ chia sẻ lại cái chương trình rồi để thầy cô có thể tiếp tục. Thì em sẽ nhấn lại vào chương trình của cái bản đồ ha, để thầy cô thấy là chúng ta đang có một cái chương trình để chúng ta xây 100 cái viên gạch. Và cái mấu chốt của cái việc tạo ra các viên gạch này đó là thầy cô xây theo từng hàng. Mỗi hàng có 10 viên và sau đó chúng ta lặp lại 10 lần cho cái chuyện này. Thì cái vòng lặp bên trong là để xây cho một hàng. Và kết thúc việc xây một hàng, chúng ta sẽ mang cái viên gạch chủ của chúng ta đem về phía đầu hàng thứ hai và để chuẩn bị cho cái lần thứ hai như vậy đó. Thì để mà chúng ta tạo ra một cái bản đồ có chỗ trống và chỗ có gạch thì chúng ta sẽ cần một cái nơi để chúng ta lưu trữ thông tin. Thì lúc đó thì chúng ta mới có thể tạo ra các cái bản đồ nó có nơi có và có nơi không được. Nếu không thì nó sẽ rất là khó. Thì trong cái ngôn ngữ lập trình thì nó gọi đây là cái cấu trúc dữ liệu. Chúng ta dùng cái nơi lưu trữ như thế nào để chúng ta quản lý thông tin cho một cái bản đồ trong trò chơi. Thì trong cái ngôn ngữ Scratch này thì thực ra chúng ta cũng không có nhiều công cụ như vậy. Chúng ta chỉ có biến số thôi thì cùng và danh sách. Thì hôm nay chúng ta sẽ phải làm một cái khá là nâng cao, đó là một danh sách. Danh sách này thì nó giống như là một cái mảng trong các ngôn ngữ lập trình cao cấp mà chúng ta thường nghe nói tới. Nó sẽ là tập hợp của nhiều phần tử, mà ở đây chúng ta sẽ cần đến 100 phần tử lận, nên là việc nhập danh sách này nó cũng hơi vất vả. Nên là em sẽ làm xong rồi em sẽ chia sẻ lại cho thầy cô. Nếu mà thầy cô muốn mình tự làm thì thầy cô cũng có thể làm theo. Rồi, thầy cô nhấn cho em vào nút tạo một danh sách ha. Chúng ta sẽ không có tạo biến số mà làm một danh sách. Và chúng ta sẽ gõ tên cho danh sách này là map đi. MAP có nghĩa là bản đồ. Thầy cô cũng có thể đặt một cái tên khác cũng được, nhưng mà em sẽ đặt cho nó giống với lại trong cái giáo trình hướng dẫn một chút xíu, đó là map, và chúng ta nhấn OK. Rồi, thầy cô làm xong bước này thì thầy cô nhấn lên cho em phím số 1 ha. Gần như 100% các cái đề thi học sinh giỏi liên quan đến Scratch đều là liên quan đến danh sách cả. Tại vì cuối cùng nó là cái công cụ gần như là duy nhất để thể hiện cho các khái niệm là cấu trúc dữ liệu, thầy cô nhé. Cấu trúc dữ liệu và thứ hai là giải thuật. Và chúng ta sẽ xử lý như thế nào trên cấu trúc dữ liệu này. Thì trong các đề thi học sinh giỏi thì thường sẽ đánh mạnh vào hai cái thông tin này là nhiều nhất. Nên nếu thầy cô thông qua cái lập trình trò chơi này, thầy cô có thể thao tác gọi là nhuần nhuyễn với danh sách, thì thầy cô cũng có thể tiếp cận một chút xíu đến các cái bài tập dạng về thi học sinh giỏi. Thì nó là như vậy thôi. Cuối cùng là nó cũng trở về danh sách, là cái cấu trúc dữ liệu gọi là tối thiểu của tất cả các hệ thống lập trình luôn, thầy cô nhé. Tất cả các hệ thống lập trình luôn.
từ bên lập trình ngôn ngữ cấp cao như là C, C cộng cộng, Java hay là Python, nó thường tập nó đều là danh sách cả. Khi học thì chúng ta học rất là nhiều, nó có nhiều cấu trúc dữ liệu, chẳng hạn như cấu trúc dữ liệu cây, rồi danh sách liên kết, rồi hàng đợi, rồi chồng chồng hay là xếp chồng gì đó em quên rồi. Nhưng mà bản chất cuối cùng của những cái đó là nó cũng đều hướng về cái danh sách này mà thôi. Cái cấu trúc dữ liệu tối ưu nhất cho tất cả các bài toán mà thầy cô sẽ cần trong tương lai nó sẽ là danh sách. Rồi chúng ta sẽ nhấn OK thầy cô ha. Bây giờ là em đây là một cái bước khá là thủ công mà trên Scratch chúng ta chưa có công cụ tốt hơn để chúng ta làm. Trong tương lai thì em hy vọng là có thể làm sẽ đọc được dữ liệu từ Phytext chẳng hạn thì nó sẽ hay hơn. Nhưng hiện tại thì chúng ta phải làm thủ công. Đó. Thì hiện tại là cái danh sách này nó được tạo ra này, nó sẽ xuất hiện trên cái màn hình ở phía bên tay phải. Nếu mà thầy cô để ý thì chúng ta có một cái tên map ở phía bên tay trái và nó không có dấu tích. Nhấn vào đây thì nó sẽ mất, mà nhấn thì nó sẽ hiện ra. À. Thì trong lúc làm việc thì chúng ta sẽ để cho nó hiện ra như thế này. Và chúng ta nhấn vào dấu cộng thì nó sẽ ra là một phần tử và chúng ta sẽ nhập vào đó một con số. Thầy cô nhập số gì cũng được, nhưng em đề xuất là số 0, số 1, số 2, khoảng 3 con số. À, trong tương lai thầy cô có thể cho nó những số khác nhưng mà phải có số 1 giùm em ha. Đó. Thì thầy cô sẽ nhấn và chúng ta sẽ nhập nhập số vô. À, nó sẽ khá là thủ công. Để em coi có cách nào nó nhanh hơn không. Ok. Rồi, thì cái cách em làm mà nó nhanh nè, em sẽ hướng dẫn thầy cô một cái cách làm nhanh để đỡ mất thời gian nè. Em sẽ để tay của em lên con số 1, rồi em nhấn dấu cộng ở đây, rồi em nhấn số 1, cộng rồi nhấn 1, cộng rồi nhấn 1. Ha, cứ nhấn đại thôi. Thì con ha, cứ nhấn cộng rồi nhấn 1 ha, nó sót thì kệ đó, lỡ bỏ sót rồi thôi. Muốn điền không vô á, thì thầy cô sẽ để tay vô phím số 0 trước. Ha, nhấn dấu cộng đây, nhấn không, nhấn cộng rồi nhấn không. Nhấn ngẫu nhiên thôi thầy cô nha, cũng không có cần chính xác phải làm hết đâu. Cũng phải cái ô nào mà nó lỡ sót cũng không được không sao. Rồi chúng ta sẽ lập trình để xử lý cái chuyện đó. Rồi và thầy cô làm cho em cái danh sách này nó lên 100 phần tử là tối thiểu nha. Thầy cô có thể nhiều hơn 100 nhưng mà nhất định là phải có tối thiểu là 100. Rồi, cứ nhấn cộng và nhấn 1 ha. Rồi nhấn nhấn cộng nhấn 0. Đó. Cứ nhấn cộng nhấn 0 vậy. Đó thì em làm là được ba mấy phần tử rồi đó. Em cứ nhấn ngẫu nhiên thôi. Cứ vài số 1 rồi vài số 0. À, chúng ta cũng không cần thiết phải ghi nhớ một cái gì cả, cả có quy luật nhé. Đó. Thì cô làm lại đi ha. Rồi thì cô làm cho em đến 100 phần tử thì cô nhấn lên cho em phím số 2. Cô để ý cái dấu nhắc nha. Cái dấu nhắc của mình ha, nó nằm trong cái ô đó là được. Đó cứ nhấn 1, nhấn 0 thôi. Không mất thời gian lắm ha. Nói chung hơi thủ công. Rồi, trăm, em làm đúng 100 luôn nhưng mà cũng không có vấn đề gì đó, thì con làm lên 101 nha, nhưng mà dưới 100 thì không được. Tại vì chúng ta có 100 ô, nhấn 021 gì cũng được, nhưng mà chúng ta có đây 100 ô. Nên là thầy cô phải làm cho em cái danh sách này nó có ít nhất là 100 phần tử. Còn thầy cô nhập vô đó cái gì cũng được hết, 0, 1, 2 cũng được hết, nhưng mà phải có số 1 ha. Tại vì hồi lập trình chúng ta chỉ kiểm tra số 1 thôi. Đúng không ạ? Rồi thầy cô làm xong cái danh sách này thì chúng ta nhấn lên cho em phím số 2. Đây là những cái thao tác mà chắc chắn nó không có thể thể hiện được trong tài liệu hướng dẫn. Tài liệu viết viết giấy thì thua rồi, không thể nào mà hướng dẫn thầy cô cách nhập như thế này được. À, chỉ có những cái thao tác trực tiếp thì thầy cô mới dễ thấy thôi. Thầy cô muốn nới rộng cái danh sách này ra thì hình như là chúng ta di chuyển chuột vào thì nó sẽ có những ký hiệu ha, để chúng ta kéo nó rộng ra kiểu kiểu như vậy.
Muốn xóa phần tử nào thì thầy cô chọn vào phần tử đó và nó có dấu x nè, thì cô nhé nhấn vào thì nó có dấu x nè, thì chúng ta nhấn dấu x sẽ xóa thôi. Nhưng mà như em đã nói thì thầy cô cứ còn nhanh hơn nữa, đây đây còn một cách nhanh hơn nữa này, thầy cô để con chuột ở một phần tử ha, xong thì tôi nhấn không rồi nhấn enter, nhấn một rồi nhấn enter, rồi nhấn không nhấn enter, nhấn không nhấn enter, cứ nhấn con số rồi nhấn enter thì nó sẽ ra nhanh lắm đó. Đó, thì con thấy không? Tức là thầy cô đừng có nhấn chuột vào dấu cộng mà thầy cô nhấn số xong nhấn enter là nó sẽ tự động nó sinh ra. Thì cách đó sẽ làm nó sẽ nhanh hơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lập trình nha thầy cô nhé. Rồi, bây giờ chúng ta có danh sách nè, chúng ta có danh sách và làm việc với danh sách bao giờ chúng ta cũng sẽ cần một cái biến để chúng ta quản lý cái phần tử thứ mấy trong một cái danh sách nhé. Chắc chắn là chúng ta luôn luôn cần cái điều đó thì câu ha, nên là em sẽ tạo thêm một biến và đặt tên là index. Cái nút này nó sẽ nằm ngay trên cái nút tạo một danh sách đó. Thầy cô nhấn vào cái nút tạo một biến và đặt tên cho em là index ha. Chúng ta đặt cho nó giống nhau đi cho nó dễ thao tác. Rồi, thầy cô làm và nhấn lên trên phím số 3 ha. Danh sách và cái biến này nó luôn luôn đi một cặp, không có cái index này thực sự là không thể làm việc được, khó lắm. Đã. Khó làm việc với danh sách mà không có cái index lắm, rất là khó quản lý. Có cái biến này thì nó trở thành giống như là cái vòng lặp for mà thầy cô hay làm trong ngôn ngữ lập trình đó, ngôn ngữ nào cũng thường là có cái vòng lặp này. Rồi ok thầy cô nhé. Rồi rồi cái biến này thì nó cũng sẽ có một cái dấu tích để nó hiển thị giá trị lên trên cái màn hình. Thường thì biến thì em sẽ không có cho nó hiện lên, ít khi nào cho nó hiện lên lắm. Nó có một cái tích xanh ở trước cái tên biến đó thì chúng ta nhấn thì nó sẽ tắt thôi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu thao tác thầy cô nhé. Đây thì cái cách mà để thầy cô thao tác với danh sách đó, là đầu tiên thường là chúng ta hay quên đó, là chúng ta phải khởi tạo giá trị ban đầu cho index. Và cái này là cái mà chúng ta dễ quên, là cái phần tử đầu tiên trong danh sách đó, thì nó sẽ tính số là một. Nên là trước khi chúng ta vào vòng lặp, miễn làm sao ha, thì cô đặt cái câu lệnh đặt index thành một này nó trước khi chúng ta vào vòng lặp thôi là được rồi. Thì cô đặt lên đầu ở đây cũng được, hoặc đặt ở giữa hai câu lệnh này cũng được, hoặc là đặt ngay phía phía trước cái lặp này cũng đúng luôn, miễn sao là trước khi vào vòng lặp chúng ta cần phải khởi tạo giá trị cho index là một, là giá trị ban đầu là được. Và phần tử đầu tiên của danh sách trong Scratch là một nha, cái này thì cô nhớ ha, không có cách nào để nhớ hết, nhưng mà có thể là thầy cô dựa vào cái việc thông tin ở phía đầu danh sách này. Đối với nhiều ngôn ngữ lập trình mà thực ra thì em luôn luôn nhớ là không, riêng thằng này thì em phải ráng nhớ là một, tại vì tất cả các ngôn ngữ lập trình bây giờ đều có phần tử đầu tiên là không cả, chả qua sàn một luôn á thầy cô. Rồi và trong trong cái vòng lặp, trong cùng á, thầy cô phải cho tăng cái index nó lên một thầy cô ha, cho tăng cái index nó lên một nha. Đây thay đổi index một lượng là một, cuối cái cuối một cái lặp á, là thầy cô phải cho nó tăng lên một đơn vị, và đây là vị trí mà chúng ta sẽ thêm vào nè. Nhưng mà để cho nó dễ hiểu á thì em sẽ lôi hết ra ha, em lôi hết ra, em lôi hết những cái câu lệnh trong cái câu cái lặp lại 10 lần á, lặp lại 10 lần bên trong á. Trong cái câu lệnh lặp lại 10 lần bên trong này á, là thầy cô có hai câu lệnh thôi, là tạo bản sao của tôi và thay đổi x một lượng là 48. Đây là lúc mà một cục gạch nó được tạo ra, được không ạ? Nên là sau khi một cục gạch nó được tạo ra rồi thì chúng ta tiến đến cục gạch tiếp theo, tức là cho index nó thay đổi lên một tiếp theo, tức là giá trị của index nó tăng lên một thầy cô ha. Rồi thầy cô hãy kéo ra và sắp xếp cho nó giống như màn hình của em đi đó. Thầy cô hãy lấy hai cái câu lệnh bên trong cái khối lệnh lặp bên trong đó nha,
khóa lệnh lập, nó gọi là khóa lệnh lập bị lồng nhau đó, thì em gọi cái ở ngoài ha và cái ở trong ha, là thầy cô lại tiếp tục lấy ra để ra bên ngoài đi, tại vì chúng ta chuẩn bị thay đổi cái việc mà chúng ta tạo ra một cục gạch ha, nên là chúng ta lấy ra ngoài như thế này trước. Thầy cô nhấn lên cho em phím số 3 ha, thế như là chúng ta đã thao tác được đến bước này rồi. Rồi, thế này nè thầy cô, tại sao em phải lấy ra cái khối những cái câu lệnh này ra bên ngoài? Tại vì cái chương trình mà chúng ta làm lần đầu tiên á, là chúng ta chỉ sinh ra 100 cục gạch thôi, chúng ta không quan tâm gì hết. Nhưng mà bây giờ để một cục gạch được sinh ra, nó phải có một điều kiện đi kèm, là phần tử tại vị trí index là 1 thì chúng ta mới sinh ra cục gạch, đúng không ạ? Chúng ta có một cái danh sách có 100 phần tử tương ứng với việc hiển thị của 100 cục gạch. Nếu mà giá trị của danh sách là 1 thì cục gạch tương ứng nó sẽ được hiện ra, và nếu nó là 0 thì cục gạch nó sẽ không được hiện ra. Thầy cô nhìn trên cái danh sách của em ha, nó sẽ có 4 cục gạch đầu tiên và 2 cục tiếp theo là nó trống. Sau đó nó mới có thêm một số cục gạch nữa, nhưng mà 1, 2, 3, 4 ở đây nè, sau đó 2 cục này nó sẽ không có nè, thì mới là đúng, mới là sinh ra cái bản đồ nó khớp với cái danh sách mà chúng ta đã xây dựng. Nên chúng ta sẽ cần sinh ra một cục gạch dựa vào một điều kiện, và chúng ta sẽ cần cái điều kiện nằm trong cái câu là nếu, đúng không ạ? Thì cô sẽ lấy ra ở đây một câu là nếu nữa mới được. Thì cô lấy ra, chúng ta có thể để trên đây đi, chúng ta khoan đã. Chúng ta cứ để như thế này thầy cô nha. Nếu thường á là những câu là nếu này nó sẽ là một câu lệnh ghép, nó sẽ ghép của điều kiện hình thôi và các cái chức năng nằm bên trong câu lệnh nếu, nên là thầy cô khoan vội lắp ráp quá sớm sẽ làm cho nó rối và nó sẽ chạy rất là nhiều. Chúng ta giống như là chúng ta chuẩn bị nguyên liệu, chúng ta lấy và chúng ta để ra sẵn trước. Chúng ta có một câu lệnh nếu ha, và chúng ta sẽ sử dụng thêm một câu lệnh nữa là phép toán so sánh bằng, tức là nếu phần tử của danh sách mà bằng 1 á thì chúng ta mới làm việc sinh ra một cục gạch, đúng không? Nên là em sẽ cho cái này hình thôi, thì cũng thường là không có nhập, là em sẽ đắp vô luôn, và cái vế bên phải nó sẽ là 1. Rồi thầy cô làm đến bước này, chúng ta nhấn lên cho em phím số 4 ha. Thầy cô lưu ý ha, cái nếu đó em vẫn muốn thầy cô để ở ngoài, chúng ta khoan vội đưa vào bên trong, tại vì nó sẽ trở nên khó khăn cho cái việc mà thầy cô lắp ráp trong tương lai, nên là chúng ta cứ để ở bên ngoài như vậy nó sẽ tiện hơn. Ok, chúng ta quay trở lại về biến số để lấy ra các cái câu lệnh liên quan đến danh sách, tại vì danh sách chúng ta được tạo ra trong phần biến số, đúng không ạ? Index thậm chí cũng được tạo ra trong phần biến số, nên đụng cái gì tới danh sách map và biến số index thì chúng ta phải vào lại cái một cái biến số. Có rất là nhiều các cái câu lệnh trong cái phần danh sách này thì cô ha, chúng ta sẽ xem sơ sơ từ đầu ha. Thêm phần tử này, không cần xóa phần tử, xóa hết phần tử, thay thế phần tử. Đây, tất cả những gì mà chúng ta sẽ cần là phần tử thứ bao nhiêu của map. Đó. Đây là một nguyên liệu tiếp theo. Và đương nhiên, thầy cô cũng sẽ cần cái biến index. Rồi, thầy cô hãy lấy hai cái khối này ra ha. Phần tử thứ nhất của map á, thầy cô lấy cái khối này ra và biến số index mà chúng ta đã tạo. Trong một biến số chúng ta đã tạo ra hai đối tượng, chính xác là hai đối tượng. Đối tượng thứ nhất là map để chúng ta quản lý thông tin trên bản đồ. Đối tượng thứ hai là một biến số, nó tên là index, để chúng ta quản lý cái phần tử hiện tại trong danh sách map và cũng là cục gạch trên cái bản đồ mà chúng ta đang có. Rồi được không ạ? Rồi bây giờ em bắt đầu em ráp ha, bắt đầu em ráp.
Đây này, chúng ta sẽ ráp cái index vào cái phần ký số 1. Được không ạ? Rồi thì cô thao tác đi. Ráp cái index vào cái vị trí thứ mấy đó. Thường thì chúng ta ít có khi nào mà đưa cái đó là hằng số lắm. Làm việc với danh sách thì nó là biến số thôi. Phần tử thứ index của map. Rồi khi thầy cô ráp tiếp ha, thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái thao tác kéo thả trên những chữ cái cố định ha. Chứ thầy cô cầm vào cái index này kéo thì nó lại rớt ra. Chúng ta để chuột vào cái chữ phần tử thứ hoặc là chữ của thì đều có thể di chuyển được cả hai cái khối này. Chứ nắm vào index hoặc là nắm vào đây thì nó sẽ bị, nó có thể bị thay đổi thông tin nè. Rồi em sẽ ráp tiếp vào cái phần trống của nếu. Đó. Ok thầy cô ha. Thì trong cái câu lệnh nếu này, một ý nghĩa của câu lệnh nếu này là phần, nếu như phần tử hiện tại, index là thầy cô dịch nó là hiện tại nha, phần tử hiện tại của danh sách là 1 thì em sẽ sinh ra cái cục gạch đó. Nên là hai cái câu lệnh này chúng ta sẽ bỏ vào bên trong, chúng ta để bên ngoài là không có đúng, nên chúng ta phải bỏ vào bên trong. Nếu phần tử hiện tại của danh sách là 1 thì chúng ta sinh ra một cục gạch. Hai câu lệnh này là để sinh ra một cục gạch. Được không ạ? Rồi, và quan trọng nữa nè, để chúng ta có thể hiểu index là phần tử hiện tại thì chúng ta phải có câu lệnh thay đổi index một lượng là 1. Không có câu lệnh này thì index mãi mãi là phần tử đầu tiên thôi, tại vì nó là cố định bằng 1 rồi mà, đúng không thầy cô? Nếu mà chúng ta thiếu câu lệnh này thì cái câu nếu này nó nghĩa rằng nếu phần tử đầu tiên của map là 1 thì làm này chắc thì nó sẽ bị sai logic, tạm gọi là lập trình sai logic, đúng không ạ? Nhưng mà thêm với câu lệnh này thì ý nghĩa của index này nó sẽ thay đổi, phần tử hiện tại của map là 1 thì sinh ra cục gạch. Còn cái này nó giống như là một cái cú pháp mà thầy cô cần phải thuộc lòng khi làm việc với danh sách. Kiểm tra phần tử thứ index là cái gì đó xử lý và nhớ là thay đổi một lượng là 1 ở cuối cái vòng xử lý đó. Nếu thầy cô mà quên cái này thì ý nghĩa của chương trình sẽ rất khác. Và sau khi xong rồi á thì chúng ta sẽ lắp nó lại vào trong cái lặp bên trong thì còn trống ha. Ok, bây giờ em hướng dẫn hơi nhiều. Thầy cô làm xong như thế này rồi, thầy cô có thể nhấn lên phím số 5. Thầy cô có thể tự lắp vào cái khối là lặp 10 lần mà chúng ta đang bỏ quyết, đúng không ạ? Và sau đó chạy lại chương trình ha, để xem thử coi là việc sinh bản đồ nó có khác gì hay không. Thì cô thấy nó thay đổi đúng thì thầy cô nhấn lên chạy phím số 5 ha. Em sẽ lắp vào ha. Chương trình nó sẽ trở nên dài hơn. Em sẽ xóa cái bản đồ này bằng cách là nhấn vào nút đỏ này, đúng không ạ? Cái map này thì cô muốn ẩn đi cho nó đỡ vướng mắt thì chúng ta tích thôi. Sao có vẻ nó hơi sai sai đúng không thầy cô? Bản map lên chúng ta check lại nha. Phần tử thứ nhất em sẽ cho nó là 0 đi. Phần tử thứ hai cho nó là 0. Phần tử thứ ba cũng cho nó là 0 luôn. Để coi nó ra như thế nào. Nói chung là nó đang có một chút gì đó sai sai. Để em coi thử nha. Phần tử index của map bằng 1. Thầy cô có phát hiện thì thầy cô nhắn lên cho em ha. Nhưng mà em đang có cảm giác là nó đang hơi sai sai cái gì đó.
nếu phần tử index của mass bằng 1, thay đổi index một lượng là 1. Tại vì nếu mà đúng á, thì ba phần tử đầu tiên nó phải là 0, thì nó phải nằm ở khoảng này, phần tử đầu tiên là chỗ này. Em sẽ sửa lại đó. Rồi cái này em sẽ cần phải kiểm tra lại, tại vì em thấy có vẻ như là nó hơi sai đó. Có vẻ nó hơi sai đó thì thôi. Thầy ơi, thầy thầy. Được, sao ạ? Cái thay đổi một ít một lượng 48 là đi xuống dưới cái thay đổi một lượng index nằm trên. Thay đổi ít một lượng nằm ăn chỗ trên. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này nó sẽ nằm bên ngoài như thế này mới đúng. Đúng rồi đó, đúng rồi. Sai chỗ đó, đúng rồi. Cảm ơn thầy ha. Yeah. Rồi đúng rồi thầy cô, phải để cái thay đổi x này nó nằm ngoài cái câu nếu này luôn, tức là chúng ta có xây cục gạch hay không thì chúng ta phải vẫn phải đem cục gạch chủ đi qua một cái vị trí tiếp theo, nên là cái thay đổi x một lượng này nó phải nằm ngoài cái câu lệnh nếu. Em sẽ để lại cho thầy cô xem ha. Rồi vậy là đúng rồi đó. Rồi, thầy cô sửa lại ha, sửa lại giùm em ha. Nếu như thế này. Cái danh sách này nó có chức năng nhập từ file vào thầy cô, để em nghiên cứu có rồi đó. Em sẽ xin lại ha, và em sẽ bổ sung thêm một cái sự kiện là khi nhấn vào lá cờ màu xanh ở trên đầu cho chương trình của chúng ta nó được dễ xài. Giờ nhấn vào cái nút đỏ rồi nhấn vào cái nút lá cờ màu xanh thì nó sẽ chạy chương trình đó. Thầy cô thấy có một cái cục gạch nó cứ chạy ngang chạy lên chạy xuống á, đó là chính là cái cục gạch chủ của chúng ta đó. À, cái là cái cục gạch chủ của chúng ta nó có sinh ra cục gạch bản đồ hay không thì nó vẫn phải di chuyển thầy cô ha. Thì nó vẫn phải di chuyển. Rồi thì con nhấn lên cho em phím số 5 ha. Không, code này đang viết ở cục gạch không nha. Code này đang viết ở cục gạch. Đây là chương trình đang viết ở cục gạch cô nha. Rồi chúng ta làm thêm một bước nữa thôi, rồi sau đó em sẽ chia sẻ chương trình của em để thầy cô có thể làm tiếp. Thầy cô không bao giờ viết chương trình ở sân khấu nha. Đó là cái chương trình thực sự rất khó quản lý. Viết được chứ không phải là không, nhưng cực kỳ khó quản lý. Tại vì chương trình của nhân vật nào thì nó sẽ nằm ở năng nhân vật đó. Bản chất á, sân khấu nó có thể tương tác được hết với các nhân vật. Em vẫn thấy nhiều thầy cô, có nhiều thầy cô làm chương trình ở phía sân khấu, nhưng mà đó là điều không bao giờ nên. Viết chương trình ở sân khấu nó giống như là một cái chung vậy đó, nó cực kỳ khó quản lý và đó không phải là cái hướng tiếp cận tốt để chúng ta gọi là tổ chức chương trình. Chúng ta đang có một cái công cụ để chúng ta phân theo nhân vật, chương trình đi theo nhân vật, đó là cách tổ chức rất là hiện đại và đó là cái hướng chương trình theo hướng cao cấp, nên là thầy cô cố gắng chương trình của nhân vật nào nó sẽ nằm ở nhân vật đó. Chúng ta em không bao giờ viết chương trình của sân khấu. Rồi thì việc sinh ra các cái cục gạch này nó đã theo được cái bản đồ rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần làm thêm một chút xíu nữa thôi cho nó trở nên hợp lý hơn chút xíu. Tức là nếu cái đó là vị trí của xe tăng thì chúng ta sẽ không có sinh cái cục gạch này ra, đúng không ạ? Thì có nhiều cách để làm ha. Một là thầy cô xài những cái câu lệnh nếu lầm nhau, hoặc là thậm chí chúng ta có thể dùng phép toán n. Nhưng mà ở đây em hướng dẫn một cách cho nó giống, nó khớp với giáo trình luôn. Tức là em sẽ sử dụng câu lệnh nếu thì, đúng không ạ? Một lần nữa thì em sẽ đặt cái này nó ra bên ngoài. Và cái khối hình thoi này nó sẽ nằm trong một cảm biến là đang chạm tăng 1. Đó, đang chạm tăng 1. Rồi.
Rồi thì cô kéo cái khối này ra ha và nhấn lên cho em phím số 6. Câu lệnh nhớ thì đó thì nó nằm trong một điều khiển đó. Và cái kia cái khối màu xanh lơ kia đó, thì nó sẽ nằm trong một cảm biến. Và chúng ta sửa lại trong cái danh sách lựa chọn là nếu đang chọn là tăng 1. Rồi, thì bây giờ đó chúng ta sẽ làm cái gì thì cô ha? Nếu mà chạm vào tăng 1 á thì chúng ta khỏi sinh ra cái khối này luôn đúng không ạ? Chúng ta không cần thiết phải sinh ra các cái cục gạch nếu mà nó đang dẫm vào cái vị trí của chiếc xe tăng. Đó. Và cái câu lệnh mà để sinh ra một cái cục gạch thực ra nó là câu lệnh nếu phần tử index của Mach bằng 1 và tạo bản sao của tôi. Chính là cái câu lệnh nếu này. Đúng không ạ? Nên thầy cô sẽ phải khéo léo ha, cái này là tới bước là chúng ta sẽ phải khéo léo một chút xíu để chúng ta ráp cho nó đúng. Em sẽ lấy toàn bộ cái này ra bên ngoài. À, đây là cái vị trí để chúng ta sinh ra một cục gạch. Hồi nãy là em làm hơi dư, đúng ra là em chỉ lấy một cái câu lệnh này thôi, tạo bản sao này. Và ban đầu là chúng ta có tạo bản sao là để sinh ra một cục gạch. Và sau đó chúng ta bọc nó lại trong một cái khối lệnh nếu. Nếu mà cái phần tử trong danh sách là một thì chúng ta mới sinh ra một cục gạch. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục bọc nó trong một cái điều kiện nữa là nếu như nó không chạm vào chiếc xe tăng thì chúng ta mới cho nó sinh ra. Được không ạ? Thì thầy cô chỉ cần ráp cái khối này vào trong cái nếu không thì là đúng. Tức là chạm vào xe tăng thì thôi, không làm gì hết. Còn nếu không chạm vào xe tăng thì chúng ta lại tiếp tục kiểm tra xem phần tử nó có bằng một hay không thì chúng ta mới tạo bản sao. Rồi chúng ta ráp hai cái này vào cuối là xong. Ok, rồi thì cô thử ha. Và chúng ta nhấn lên cho em phím số 7 ha, nếu như chúng ta làm xong. Thầy cô cũng có thể chủ động kéo nó lại vào cái khối lệnh lặp 10 lần đó. Rồi thì cô để ý ha, thì cô để ý cục gạch chỗ nào thì cô bê xe tăng, thì cô kéo xe tăng đến chỗ đó. Thì cô nhấn cho nó sinh lại các cục gạch thì nó sẽ né ra. Cái chỗ đó có xe tăng rồi thì nó sẽ không có hiện cái cục gạch ra. Thầy cô nhấn lên cho em phím số 7 ha, nếu như chúng ta hoàn thành xong cái phần này. Rồi em sẽ bắt đầu lắp vào ha, lắp vào cái lặp 10 lần bên trong này. Rồi. Đó. Thì không thể nào thầy cô nhìn cái chương trình này mà thầy cô hiện thực nó một cách dễ dàng đâu. Tại vì đây nó bắt đầu phức tạp rồi đúng không ạ? Và thầy cô để ý chút xíu ha, chiếc xe tăng của em đang bị một cục gạch đè lên ha. Em thử nhấn cho nó chạy lại coi. Thì nó sẽ không có bị đè lên nữa. Đúng không ạ? Thầy cô muốn kiểm tra thì thầy cô cố tình thầy cô rê cái xe tăng lên cái cục gạch nào đó, ví dụ đây đi. Rồi chúng ta cho nó sinh lại thôi. À, thì nó sẽ né chiếc xe tăng ra. Nó sẽ không có bị sinh cái vật cản nó chồng lên chiếc xe tăng mà làm cho trò chơi của chúng ta nó không hấp dẫn hơn. Rồi, như vậy thầy cô ha. Và em sẽ chia sẻ cái chương trình này cho thầy cô ha, nên là thầy cô có thể sử dụng nó để chúng ta làm tiếp. Được mà. Thầy cô cũng nên lưu lại chương trình của mình ha, nếu như chúng ta đã làm được đến bước này rồi. Em cũng sẽ lưu đây. Rồi. Đường link của chương trình thì em đã chia sẻ đến cho thầy cô. Thầy cô có thể thử ha. Nhấn vào phím màu đỏ thì nó sẽ mất hết. Nhấn vào lá cờ màu xanh thì nó sẽ sinh ra các cục gạch. Thầy cô có thể thử đổi các giá trị trong map để xem một cục gạch nó có được sinh ra hay không. Nhiều cục gạch lắm chúng ta nhớ không nổi đâu. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là đây là 1 nè, 11 nè, 21 nè. Đó, mấy cái hàng đầu này là hàng 1 đó thầy cô. Đây là 2, 12, 22 nè. À, nên là em có thể thử đổi cái vị trí đầu tiên của cái này thành một, vị trí thứ hai của cái này cũng lên một, à, thì em chỉ có thể kiểm tra như vậy thôi. À, và bây giờ chúng ta có hai cục gạch, à, thì cái quy trình xử lý của cái này là lặp, nên là
kiểm tra vài cái đầu tiên mà nó đúng á, thì cơ hội của những cái sau nó đúng nó sẽ rất là cao. Tại vì đây là lặp đi lặp lại mà. Đây là lợi thế của việc lập trình khi sử dụng cấu trúc lặp. Thầy cô không cần thiết phải kiểm tra hết 100 cái cục gạch, mà chúng ta chỉ cần kiểm tra một vài cái đầu thôi, thì xác suất những cái sao nó đúng sẽ rất là cao. Rồi, chương trình em đã chia sẻ đến thầy cô rồi ha. Thầy cô có thể kiểm tra. Em cho thầy cô 5 phút để hoàn thiện. Nếu như thầy cô bị lỗi thì thầy cô có thể nhắn lên, hoặc thầy cô cũng có thể sử dụng cái chương trình mà em chia sẻ với thầy cô ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm tiếp. Sau đó chúng ta mới bắt đầu chuyển sang cái phần chính, đó là tương tác giữa nhiều nhân vật. Mà ở đây chúng ta mới có 3 thôi. Nên về nguyên tắc á, là chúng ta sẽ có đâu đó tầm 3 cái tương tác. Xe tăng và đạn thì gần như chúng ta làm xong rồi. Giữa đạn và gạch, giữa xe tăng và cục gạch. Đó. Chúng ta sẽ có 2 cái tương tác đó trước tiên. Rồi, thầy cô cũng có thể điều khiển xe tăng của mình ha, nó vẫn sẽ di chuyển được nha, chương trình di chuyển và bắn ra, nó vẫn bắn nha thầy cô nhé. Và nếu như thầy cô muốn tắt cái bản đồ này đi cho nó đỡ choáng mắt á, thì thầy cô click chuột phải và chọn vào dưới cùng ha, là hai á, tức là ẩn đi á, thì nó sẽ mất. Và chúng ta bắn ra một cái viên đạn, thì viên đạn này bây giờ nó bay hết cả cái bản đồ. Chúng ta chạy xe tăng thì chúng ta chạy luôn qua các cục gạch, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chuẩn bị hiện thực chương trình để cho khi chúng ta bắn thì cái cục gạch này nó sẽ mất, và viên đạn nó cũng sẽ mất, mà xe tăng thì nó sẽ không có đi qua cái cục gạch được như thế này nữa, đúng không? Chúng ta sẽ không cho xe tăng nó đi qua cục gạch nữa. Chúng ta sẽ chuẩn bị làm được chức năng đó. Cho thầy cô vài phút để chuẩn bị ha, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. Có vấn đề gì cần trao đổi thì thầy cô cứ chủ động nhắn lên ha. Thầy ơi, nhờ thầy hướng dẫn lại chỗ nhập các phân tử vào trong chỗ danh sách ạ. Hiện tại là cô nhập được đến bao nhiêu phần tử rồi? Dạ, em cũng chưa nhập được phân tử nào ạ. Em mới làm danh sách với lại biến thôi ạ. Đây, bây giờ cô muốn nhập á, thì đầu tiên là cái danh sách của cô là nó chưa có phần tử nào, thì cô phải nhấn một cái dấu cộng đúng không? Thì nó mới lên được một chỗ để cho cô nhập. À, dạ đúng rồi ạ. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi cô nhấn không hoặc một ha, mà cứ lần nhấn số là một lần nhấn enter thì nó sẽ tự tăng lên rất là nhanh. Ví dụ như tôi nhập mấy số không nè, cô thấy tôi nhập rất là nhanh không? Dạ được rồi thầy ạ. À, một 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 nè, đó cứ nhập vậy á thì nó mới Cái nhanh được. này nhập danh sách này để làm gì ạ thầy? À, mỗi một phần tử trên danh sách này nó sẽ tương ứng với trạng thái của một cái bản đồ. Hiện tại tôi đang chia cái sân khấu này là thành một cái ô lưới 10 nhân 10. Nên nó có 10 10 ô theo chiều Dạ. ngang và 10 ô theo chiều dọc. Thì nếu như cái ô đó mà là một á thì mình sẽ vẽ ra đây một cục gạch, còn nếu ô đó là khác một thì mình sẽ không có vẽ nó ra. Dạ. Anh gửi. Rồi, nhưng mà chắc là cô lấy cái chương trình, cái link của tôi để làm tiếp đi, chứ không thôi là làm không kịp đâu. Cái phần này là những phần không dễ để chúng ta có thể thao tác nhanh được. Nhìn chương trình này không dễ để chúng ta có thể hiểu được mấy cái bên trong, đúng không ạ? Cái ý tưởng nó sẽ khó là theo. Dạ, thầy cho em cái link với ạ. Mình có gửi trên cái phần chat của Google Meet rồi hả cô? Rồi, thầy cô chuẩn bị cái chương trình lại ha. Thầy cô nhấn vào cái đường link mà em gửi, rồi thầy cô nhấn tiếp vào xem bên trong, thì chúng ta sẽ
có được cái chương trình, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết đầu hiện thực cái tương tác thứ nhất là giữa viên đạn và cục gạch. Viên đạn á thì nó hiện tại là nó đã đang bay qua, nó đang bay qua các cái cục gạch, và nó không có hợp lý trong cái trò chơi. Trong cái trò chơi này chúng ta cần là viên đạn nó sẽ dừng lại khi nó chạm một cục gạch. Cục gạch này nó sẽ mất và viên đạn này nó cũng sẽ mất. Thì đối với cái chương trình này thì nó hơi đặc biệt một chút xíu, tại vì á cái cục gạch này nó không phải là cục gạch thật. Chúng ta có một cái cục thật thôi, cục cục, cục. Cái đối tượng thật nó là ở đây thầy cô nhé, và nó đã bị ẩn đi rồi, nó bị ẩn đi mất rồi, chứ không phải là nó là một trong mấy cái thằng đang hiện ra trên bản đồ này, tại vì chúng ta đã cho nó ẩn đi, đúng không ạ? Nên là để chúng ta biết là cái cục gạch nó có chạm vào cái viên đạn hay không á, thì thực ra chúng ta sẽ phải dùng cái khối lệnh dành cho cục gạch ảo chứ không phải là cục gạch thật, đúng không ạ? Và chúng ta có cái sự kiện là khi bản sao của tôi được tạo ra, đâu rồi ta, rồi khi tôi bắt đầu là một bản sao ha, nó sẽ nằm trong phần điều khiển, tức là đây là một bản sao, tức là một cục gạch ảo, đúng không ạ? Khi thầy cô ghép những cái câu lệnh nằm bên dưới cái khối lệnh sự kiện này, đây vẫn là đang chương trình cho cục gạch nha thầy cô. Khi thầy cô ghép những cái khối lệnh nằm bên dưới cái sự kiện này thì có nghĩa là 100 cái cục gạch ảo nó sẽ chạy cái chương trình này. Rồi thầy cô kéo cái khối lệnh này ra ha, và để vào trong chương trình của cục gạch. Thầy cô nhấn lại cho em phím số 1 ha. Khi tôi bắt đầu là một bản sao. Thầy cô hãy nhớ ha, các cục gạch mà sinh ra trên bản đồ đó là cục gạch ảo, nó không phải là thật. Cục thật nó đã ẩn đi sau khi chúng ta vẽ xong cái bản đồ rồi, nên là chúng ta không thể viết chương trình dành cho cục gạch thật được, mà chúng ta phải viết chương trình dành cho 100 cục gạch ảo. Và cái khối lệnh là khi tôi bắt đầu là một bản sao kia chính là một chương trình dành cho một cục gạch ảo nha. Rồi, chúng ta sẽ liên tục kiểm tra, chúng ta sẽ cần phải liên tục kiểm tra xem coi cục gạch ảo nó có chạm vào cái viên đạn hay không. Và viên đạn của chúng ta là trái banh có tên là ball thầy cô nhé, và chúng ta liên tục kiểm tra bằng câu lệnh là mãi mãi ha, hoặc là liên tục liên tục thầy cô nhé. Và sau đó chúng ta bắt đầu xây dựng cái nếu ha, nếu nếu chạm vào trái banh hoặc là viên đạn đó, viên đạn của chúng ta tên là ball đó, nếu chạm vào trái banh thì thầy cô có thể tự xây dựng cái điều kiện đó thử. Và sau khi chúng ta xong rồi thì chúng ta nhấn lên cho em phím số 2 ha, tức là thầy cô kéo khối liên tục này vào và thầy cô xây dựng thêm cho em một điều kiện nếu chạm vào trái banh. Nếu thì lấy trong phần điều khiển, còn chạm vào cái gì đó thì thầy cô lấy vào trong một cảm biến ha. Chúng ta lắp ráp cái đó và nhấn lên cho em phím số 2. Mấu chốt của việc xử lý trong ngôn ngữ lập trình chỉ là câu lệnh nếu thôi thầy cô nhé, chỉ là câu lệnh nếu thôi, nhưng chúng ta phải xài nó đúng chỗ và sau đó là đúng cách. Trong cái hướng dẫn này thì kẹt lắm á, em nói là kẹt lắm á, nên em mới xài câu lệnh nếu thì, chứ thực ra em không muốn xài câu lệnh đó, em chỉ muốn xài câu lệnh nếu thôi. Thì cô để ý thì cô sẽ thấy chỉ có đúng một chỗ lúc mà sinh viên gạch để né xe tăng ra em phải xài câu lệnh nếu thì, chứ bình thường là em sẽ chỉ xài một câu lệnh nếu thôi. Chúng ta có một công cụ chúng ta xài thật quen thì thầy cô làm được nhiều lắm. Và em sẽ bắt đầu ha, nếu ha chạm vào cục
chạm vào viên đạn, đúng không ạ? Đang chạm vào viên đạn này thì chúng ta sẽ sửa nó thành là ball, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cho cái cục gạch này nó mất đi, thì cái đây là bản thân cái đây nó là bản sao ha, chứ nó không phải là cục gạch thật. Bình thường để cho cái thật nó mất đi thì thầy cô sẽ xài là câu là ẩn hiện, đúng không ạ? Ẩn hiện. Còn cái này là ảo mà, nên là chúng ta không muốn mất, cho nó mất đi bằng câu lệnh ẩn hiện đó được, mà thầy cô sẽ vào trong cái phần điều khiển ha, và chúng ta có câu lệnh là xóa bản sao này luôn đó. Xóa bản sao này luôn thì nó mới mất đi được, chứ ảo thì nó sẽ không ẩn hiện được thầy cô nha. Rồi đó, thầy cô làm như thế này rồi thì chúng ta có thể thử ha. Wow, sao cái này nó không mất luôn ta. Ok, chắc là em chưa có chạy lại chương trình đó. Rồi, thầy cô nhấn vào cái nút màu lá cờ màu xanh ha, để chúng ta chạy lại chương trình ha, thì nó mới mất được. Tại vì lúc mà chúng ta đang làm mới thì cái phần này nó chưa được cập nhật, tại nó có khối liên tục á, nên là nó chưa có được đưa vào chương trình. Thì bây giờ thầy cô bắn một viên đạn này là nó sẽ ủi hết, trên đường đi của viên đạn là nó mất hết. Thì như vậy là chương trình nó đang chạy đúng đó. Chúng ta sẽ từ từ chúng ta nâng cấp thêm. Nhưng mà bây giờ thầy cô nhấn vào cái nút màu đỏ, nhấn vào cái lá cờ màu xanh, rồi sau đó thầy cô di chuyển xe tăng và bắn ra một viên đạn, thì nó sẽ như vậy. Những viên gạch đang hiện lên là ảo à? Những viên gạch đang hiện lên là ảo luôn nha thầy cô. Em đang lập trình cho nhân vật cục gạch. Cái nhân vật thật của chúng ta nó ẩn đi rồi, sau khi mà chúng ta sinh ra cái bản đồ xong thì cái nhân vật thật nó ẩn đi rồi. Thầy cô có thể xem lại cái chương trình mà sinh ra cái bản đồ ha, nó là một cái chương trình khá là dài. Và đây nè, đây là cái nhân vật thật nè. Nhân vật thật nó làm một cái nhiệm vụ là nó cứ chạy vòng vòng cái bản đồ này để nó tạo ra bản sao của chính nó thôi, rồi cuối cùng nó ẩn này nè thầy cô. Và hết chuyện của nó rồi. À, hết chuyện của nhân vật thật rồi. Đây là chương trình cho nhân vật thật này. Nói chung rất là khó để giải thích cho thầy cô cái này, nhưng mà bản sao của các cục gạch này là nhân vật ảo, và chương trình của nó sẽ nằm chung với chương trình của nhân vật thật. Em nghĩ cũng khá là ổn, đúng không ạ? Rồi, thầy cô nhấn lên cho em phím số 2 ha. Thầy cô nhấn lên cho em phím số 2 nếu như chúng ta có thể chạy được chương trình. Và chương trình em vẫn đang chia sẻ ở một đường dẫn duy nhất ha. Đường dẫn duy nhất ha, em vừa nhấn lưu á, nên là thầy cô chỉ cần vào lại cái đường link này thì thầy cô sẽ có chương trình của em thôi. Em chia sẻ chương trình này, cái hệ thống Scratch này khá là tiện, nó chỉ chia sẻ một đường dẫn duy nhất thôi. Thầy cô cứ vào cái đường link này thì sẽ thấy chương trình mới nhất mà em vừa hiện thực sau khi em nhấn lưu. Thầy cô cũng nên nhấn lưu một cách thường xuyên ha, chúng ta đừng chúng ta sẽ nhắn lưu một cách thường xuyên thầy cô nhé. Đừng quên thao tác này ha. Và đôi lúc nó xảy ra những cái sự cố đáng tiếc, giống như là chúng ta quên lưu hay cái gì đó thì nó sẽ rất đáng tiếc. Rồi, tương tác giữa hai nhân vật chúng ta đang làm là đạn và cục gạch. Nhưng hơi xui là chức năng này nó hơi khó. Cục gạch này không phải là cục gạch thật mà là cục gạch ảo. Thì tại sao em lại hướng dẫn cái này trước? Tại vì em muốn cái chương trình học của thầy cô á, hoặc là sau này thầy cô dạy nó được liên tục. Tức là bài 6 đang viết chương trình cho cục gạch để xin bản đồ, xin xong bản đồ rồi làm tiếp chương trình trên cục gạch luôn. Chúng ta tránh trường hợp là chuyển chương trình qua lại giữa các nhân vật quá nhiều và đôi lúc nó sẽ rối. Nên là đây là một chức năng khó, nhưng mà chúng ta làm trước tại vì nó sẽ liên tục. Chúng ta đang dừng lại để chương trình của cục gạch thì chúng ta sẽ làm này. Và tương tác giữa hai nhân vật thì thầy cô sẽ dùng một nhân vật để kiểm tra xem nó có chạm vào nhân vật kia hay không. Ở đây em đang dùng nhân vật cục gạch để kiểm tra xem nó có chạm vào trái banh hay không. Nếu nó chạm thì bắt đầu xử lý. Thì xử lý thông thường, cái này là không phải 100%, nhưng thông thường là chúng ta sẽ ẩn cái đối tượng này. Và đối với bản sao thì chúng ta phải xóa nó luôn. Thì lúc đó
thì cô không thể dùng điều kiện chạm cho viên đạn được. Chẳng hạn như thầy cô xây dựng cái điều kiện nếu viên đạn chạm vào cục gạch thì nó sẽ không đúng nữa, tại vì cục gạch nó đã mất rồi. Thầy cô hình dung được không? Tức là quy trình để tương tác giữa hai nhân vật là một nhân vật sẽ kiểm tra xem nó có chạm vào nhân vật kia hay không. Nếu nó chạm vào nhân vật kia thì nó phát tin nhắn để nó báo cho nhân vật kia. Chứ chúng ta sẽ không hiện thực cái điều kiện cho nhân vật kia có chạm nhân vật này hay không. Trong trường hợp này là trái banh và cục gạch. Chúng ta đang dùng cục gạch để kiểm tra, thường xuyên kiểm tra xem nó có chạm vào trái banh hay không. Nếu có thì chúng ta xử lý và chúng ta phát lại một tin nhắn để báo cho trái banh biết. Nên là ở đây chúng ta sẽ phải thêm câu lệnh nằm trong một điều khiển luôn đó. Sự kiện thì con ha, lâu quá em không làm em không nhớ. Chúng ta sẽ xài câu lệnh là phát tin nhắn, phát tin ha, và chúng ta bỏ vào ok, phải bỏ vào trước cái xóa bảng sau này. Rồi thì cô bỏ vào đi ạ, và nhấn lên cho em phím số 3 ha. Câu lệnh phát tin đó phải bỏ trước cái câu lệnh xóa bảng sau này nha thầy cô, tại vì bỏ sao bỏ không được, nó không có khối lắp ghép á, nó sẽ có một cái chút yêu cầu. Chúng ta phát tin để chúng ta báo. Rồi, và khi mà thầy cô phát tin rồi á thì nó sẽ mặc định cái tên của tin nhắn là tin nhắn 1. Thì cái tên này nó khá là khó nhớ, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cái tên của tin nhắn giống như chúng ta thay đổi tên của biến số thôi, để cái việc chúng ta lập trình nó được tiện và dễ thay đổi, chúng ta cũng gợi nhớ hơn, sau này chúng ta xem lại chúng ta biết nó là cái gì. Thì thầy cô nhấn vào cái biểu tượng tam giác ở phía cuối chữ tin nhắn 1 và chúng ta nhấn tiếp vào thông báo mới để tự mình đặt một cái tên. Ở đây em xin đề xuất một cái tên là gạch hầm nạn. Trong cái giáo trình hướng dẫn thì ghi cái tên tin nhắn là tiếng Anh, nhưng mà thầy cô có thể đặt bất kỳ cái tên nào mà thầy cô muốn, thậm chí là ghi tiếng Việt hoặc là tiếng Việt không dấu. Rồi sau đó thầy cô nhấn OK thì cái câu lệnh phát tin nó sẽ thay đổi cái nội dung. Thầy cô sẽ thấy được cái tên tin nhắn do mình tự đặt ra. Rồi số 4 thầy cô nha, số 4 nha. Số 4 nếu như thầy cô đã thay đổi được tên của tin nhắn trong câu lệnh phát tin. Rồi, sau khi chúng ta nhấn OK thì chúng ta gần như là đã xong chương trình của một cục gạch. Chương trình của một cục gạch khá là nhiều. Đầu tiên là nó sẽ sinh ra cái bản đồ từ một cục gạch thật. Nó sinh ra cái bản đồ dựa vào cái danh sách có tên là map. Và sau đó khi một cái bản sao được tạo ra, nó sẽ thường xuyên kiểm tra. Nếu như viên đạn đụng vào nó thì nó sẽ ẩn đi, nhưng nó cũng sẽ báo cho viên đạn biết cái chuyện này bằng câu lệnh phát tin. Thì hiện tại viên đạn nó đang bay cho đến khi nào nó chạm cạnh thì nó mới dừng, đúng không ạ? Thì thầy cô sẽ quay lại chương trình của viên đạn để cho nó dừng khi mà nó nhận được cái tin nhắn từ cục gạch báo qua, đúng thầy cô? Khi mà nó nhận được cái tin nhắn từ cục gạch báo qua thì nó phải ẩn đi, được mà nó không có bay cho đến cuối màn hình và nó xóa hết tất cả các cục gạch khác nữa. Thì chương trình rất là đơn giản, nhưng mà thầy cô phải chọn lại vào cái viên đạn. Chúng ta phải chọn vào viên đạn nha, chứ không phải là cục gạch nữa, được mà. Và chúng ta sẽ có một cái sự kiện là khi nhận được tin nhắn gạch chạm đạn thì những gì mà viên đạn cần phải làm thêm đó là ẩn đi là xong. Rồi thì cô có thể hiện thực thêm một hai khối lệnh này dành cho viên đạn ha. Đây là dành cho viên đạn đó, và chúng ta thử lại chương trình. Khi chúng ta bắn thì nó sẽ dừng lại ở cái cục gạch đầu tiên, nhưng nó sẽ không có ủi hết tất cả cái cục gạch đứng ở đằng sau. Thì lúc đó là chương trình chúng ta đã làm đúng.
cô có thể nhấn lên phím số 5 nếu như thầy cô đã thêm được và chạy được cái chương trình này. Nó là như vậy á. Bây giờ sẽ không có hủy hết nguyên một loạt nữa, nhưng mà nó sẽ dừng cho đến khi nào nó chạm vào cục gạch đầu tiên. Bắt đầu trò chơi của chúng ta đã trở nên thực tế hơn rồi đúng không ạ? Trở nên thực tế hơn. Rồi thì cô cũng nhắn lưu bây giờ ha. Bây giờ chúng ta làm bước nào nó cũng quan trọng hết á, nó mất cũng khá là tiếc lắm. Nên là thầy cô có thể nhấn nút lưu ha, để chúng ta đảm bảo là cái chương trình của chúng ta không có mất. Rồi, bắt đầu chúng ta có thể làm nhanh được. À, cái điểm còn thiếu tiếp theo chính là xe tăng này nó đang chạy xuyên qua cái cục gạch. Thì đây cũng không hợp lý. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ nâng cấp chương trình của xe tăng. Nó chạy tới cục gạch thì nó phải dừng. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ phải quay trở lại vào chương trình của xe tăng để làm thêm cái chức năng này. À, chức năng này thì nó khá là đơn giản, em nghĩ là thầy cô có thể tự làm được. Thì nó giống y như việc là nó sẽ chạm vào cái biên của sân khấu vậy đó, nhưng mà bây giờ cái điều kiện này nó sẽ là nếu đang chạm vào cục gạch, đang chạm vào cục gạch, mặc dù đây là bản sao ha, nhưng mà thằng Scrap nó vẫn hiểu bản sao của nó như một đối tượng, chỉ là cái tương tác nó hơi khác một chút xíu thôi. Thì thầy cô cần phải thêm một cái nếu đang chạm cục gạch thì cũng di chuyển 10 bước, thì bây giờ chương trình nó sẽ thay đổi và xe tăng nó sẽ không có ủi qua các cục gạch nữa. Em vẫn đang nhấn phím mũi tên di chuyển ha, thì đụng cái vật cản này nó sẽ dừng, nó không có đi được nữa. Okay. Và bắn thì nó sẽ mất, và bắn ở giữa thì nó sẽ mất hai cục ha, khá là hay. Và khi trống rồi thì chúng ta có thể di chuyển. Rồi, thầy cô hiện thực thêm và nhấn lên cho em phím số 6 ha. Chúng ta cũng có tương đối chương trình ở đây ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái chức năng khá là khó, là chúng ta sẽ thêm xe tăng tự động vào. Khi thì cô tưởng tượng là chúng ta thêm một đối tượng mới vào trong chương trình đó, là nó sẽ phát sinh rất rất là nhiều chức năng. Những cái râu rìa như là làm màn hình trời đó thì thầy cô có thể về tự xem thêm ha, tại vì em thấy cái đó nó khá là đơn giản. Nhưng mà bây giờ là chúng ta sẽ thêm một cái chiếc xe tăng tự động vào thì em nghĩ nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Nên là em sẽ ưu tiên hướng dẫn cho thầy cô cái chức năng này. Dạ rồi, thì đầu tiên em sẽ gửi qua cái group Zalo của chúng ta một nhân vật dành cho xe tăng tự động đi thầy cô nhé. Em sẽ gửi qua cho thầy cô cái hình ảnh của cái này để thầy cô có thể dùng. Tăng bot hả? Ok, một nhân vật xấu xí và mô hình cho xe tăng tự động. Rồi thầy cô kiểm tra trong cái nhóm của mình ha, trong nhóm Zalo, và thêm nhân vật xe tăng tự động vào giúp em. Chúng ta đã biết cái thao tác để thêm vào rồi đúng không ạ? Di chuyển vào nhân vật nè, tải nhân vật lên nè, và thầy cô sẽ chọn là tăng bot ha, để chúng ta có nhân vật tiếp theo là một chiếc xe tăng xám xám như thế này. Nó là xe tăng tự động đó thầy cô. Sau khi xong rồi thì cô nhấn lên cho em phím số 1 ha.
và chúng ta chuẩn bị để viết chương trình cho xe tăng này. Thầy ơi, thầy bị mất tiếng rồi. Thầy đâu có nói đâu mất tiếng. Thầy ơi, cho em hỏi khi này em cũng lấy bản trả bản là link của thầy ấy mà so với gạch là mà bóng ở bên gạch mà bên gạch nó vẫn không mất thầy ạ. Alo alo Thầy sửa giúp em khi này là em cũng có lấy link của thầy gửi mà em link đâu ấy. Link trước ấy, không phải link mới này đâu. Bắn vào bên gạch mà thêm một số có lệnh giống y hệt như thầy đâu, bắn vào bên gạch gạch nó vẫn không mất ạ. cô nhấn vào nút màu đỏ xong cô nhấn vào lá cờ màu xanh thử. Để danh sách nó ẩn đi thì cô click chuột phải và chọn là hai, click chuột phải vào danh sách và chọn vào cái chữ là hai. À, mất rồi thầy ạ. Dạ, đúng rồi. Dạ, em cảm ơn. Được rồi thầy ạ. Ok con. Rồi còn hai cô nào có vấn đề gì nữa không ạ? Để danh sách nó ẩn đi thì có hai cách. Một là thầy cô vào cái nơi mà chúng ta tạo ra nó ha, là các biến số thì nó có một cái dấu tích, nhấn vào thì nó mất, nhấn vào thì nó hiện. Còn nếu muốn làm nhanh á thì chúng ta nhấn chuột phải vào đây và chúng ta chọn vào cái lựa chọn cuối cùng á là ẩn đi á, thì nó cũng sẽ ẩn. Rồi hồi nãy em bị mất tiếng nên là em sẽ giải thích lại. Đây là chương trình nhật của xe tăng do chúng ta chơi nè, chúng ta điều khiển bằng các phím mũi tên nè. Thì mấu chốt của chương trình này á, mấu chốt của chương trình này là nó gọi cái hàm di chuyển, đúng không thầy cô? Nó gọi cái hàm di chuyển đúng không ạ? Nên là cái xe tăng tự động này nó cũng sẽ cần có một cái hàm na ná giống như vậy, tức là nó di chuyển bao nhiêu bước nó chạm cạnh thì nó không được đi, nó chạm vào cục gạch thì nó không được đi, kiểu kiểu như vậy à. Thì thầy cô sẽ cần phải xây dựng cái hàm này dành cho cái xe tăng tự động, thì em sẽ làm tương tự như vậy ha, bằng cách em chọn qua cái xe tăng tự động này, rồi em xây dựng một cái chương trình con vào cái khối của tôi á. À, hy vọng là thầy cô còn nhớ các cái bước để chúng ta tạo. Chúng ta sẽ tạo ra một cái khối mới và đặt tên cho nó là di chuyển tự động đi. Đó, chúng ta sẽ đặt tên như thế này rồi chúng ta nhấn OK. Đây là chương trình dành cho xe tăng tự động thầy cô nhé. Rồi thầy cô làm xong bước này thì cô nhấn lên cho em phím số 2 nha. Mấu chốt của việc di chuyển là cái chương trình con này, được mà, nên chúng ta sẽ làm nó trước. Lúc mà chúng ta xây dựng chương trình dành cho xe tăng á, thì chúng ta làm nó sau cùng. Nhưng mà sau này á, đối với một nhân vật mà có sự di chuyển là thầy cô phải làm chương trình con này trước, rồi sau đó chúng ta mới sử dụng nó. Như vậy nó sẽ tiện hơn. Đó gọi là người có kinh nghiệm làm rồi đó. Còn ban đầu khi chúng ta chưa quen á, thì chúng ta mới làm từng bước, viết chương trình nó nhiều rồi chúng ta mới gom nó lại thành chương trình con.
Nhưng mà sau này khi chúng ta làm đến những chức năng này rồi thì chúng ta sẽ biết chúng ta cần phải tạo chương trình con, chúng ta sẽ tạo ngay lập tức, chúng ta không cần phải chờ. Rồi thầy cô dẫn lên cho em phím số 2 ha. Có cách copy á, có cách copy á, nhưng mà em nghĩ là không nên copy, nên là em không hướng dẫn cho thầy cô. Những thầy cô khác thì thầy cô có thể tự chia sẻ trong cộng đồng ha. Nhưng mà thực sự thì em không muốn copy, tại vì khi mà thầy cô làm lại, coi như là chúng ta có cơ hội để chúng ta tự ôn, và chúng ta cứ làm từ từ thôi, di chuyển 5 bước ha. Riêng với chương trình xe tăng tự động này thì nó sẽ có một số cái câu lệnh mới hơn, giúp cho trò chơi nó phong phú hơn, nhưng mà về mặt nguyên tắc thì nó sẽ thường là chạy chậm hơn so với xe tăng người chơi, nên là bình thường là chúng ta sẽ cho nó di chuyển con số là nhỏ hơn 10, và ở đây là 5 bước thôi thầy cô nhé. Rồi cứ lần nó chạy 5 bước thôi. Và trong cái xe tăng tự động này thì chúng ta cũng không cần phải quản lý hướng nhiều cho lắm. Nếu mà nó chạy tới cạnh á, thì nó bật lại. Bật lại nếu chậm cạnh ha. Như này. Rồi chúng ta mới không cho phép nó di chuyển nếu như nó chạm vào cục gạch hoặc là chạm vào xe tăng người chơi. Tại vì cạnh là bây giờ nó đã bật lại rồi, nên là thầy cô không cần phải làm thêm cái điều kiện là nếu chạm cạnh thì không di chuyển. Chạm cạnh nó bật lại rồi mà, nên là thầy cô cũng không cần quan tâm tới cái cạnh nữa, mà chúng ta chỉ cần xây dựng thêm hai cái khối nếu. Nếu chạm vào cục gạch thì không được di chuyển, là di chuyển trừ 5, và nếu chạm vào xe tăng người chơi cũng không được di chuyển, tức là di chuyển trừ 5. Rồi chúng ta làm cái đó thầy cô nhé. Và thầy cô dẫn lên cho em phím số 3 ha. Nếu như chúng ta xây dựng xong, em cũng sẽ bắt đầu làm. Khi mà chúng ta làm quen rồi thì em sẽ lấy một lần hai câu lệnh nếu luôn. Thường là chúng ta định hình trong đầu rồi, chúng ta chuẩn bị làm hai cái điều kiện thì chúng ta lấy ra hai cái luôn một lúc. Rồi qua cảm biến em cũng lấy hai cái một lúc. Làm này nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều này. Và cái điều kiện của em là chạm vào xe tăng của người chơi và chạm vào cục gạch. Thì em không có cho xe tăng này nó di chuyển nữa, nên là nó sẽ là di chuyển trừ 5. Đó. Và di chuyển trừ 5. Không mất nhiều thời gian thầy cô nhé. Rồi đây là chương trình dành cho câu xe tăng tự động. Một bước di chuyển của xe tăng tự động ha, di chuyển 5 bước nè, là đi được một bước đó. Đi được một bước thì nếu mà đi một bước mà chạm vào cái cạnh thì bật ngược lại. Nếu đang chạm vào xe tăng người chơi hoặc là đang chạm vào cục gạch thì nó không được di chuyển, nó sẽ đứng im. Rồi thì cô xong bước này thì chúng ta nhấn lên trang phím số 3 ha. Đây là chương trình của xe tăng tự động. Rồi, chúng ta cũng sẽ quay lại chương trình của xe tăng người chơi một chút xíu. Thầy cô nhìn ở phía chương trình của em là được rồi. Tức là ở chương trình dành cho người chơi, chúng ta sẽ cho nó di chuyển mỗi khi chúng ta nhấn phím. Nên là con xe tăng tự động á, nó không có phím để nhấn. Ví dụ như thầy cô tạo ra cái trò chơi của hai người bắn nhau thì nó là câu chuyện khác. Nhưng mà cái xe tăng tự động á, thì nó không có phím để nhấn. Nên là chúng ta sẽ phải nhấn dùm cho nó, tạm là gọi là như vậy. Chúng ta sẽ chủ động gọi cái hàm di chuyển này. Và thầy cô sẽ làm tiếp bằng một cái chương trình kiểu như là nó sẽ di chuyển tương đối ngẫu nhiên đó thầy cô. Chúng ta tạo ra cái sự ngẫu nhiên càng nhiều càng tốt dành cho xe
xe tăng tự động này thì trò chơi nó sẽ sinh động hơn. Và chúng ta sẽ liên tục cho xe tăng này nó di chuyển, đúng không ạ? Liên tục cho xe tăng này di chuyển khi chúng ta bắt đầu trò chơi. Và chúng ta sẽ cần cái câu lệnh khi bắt đầu cái trò chơi bằng cách nhấn vào lá cờ màu xanh. Chúng ta liên tục cho xe tăng này di chuyển, nên là chúng ta sẽ cần câu lệnh liên tục. Đó. Đúng không ạ? Rồi thì cô ráp vào cho em cái này ha. Chúng ta cứ lâu lâu chúng ta cho nó di chuyển một bước, lâu lâu cho di chuyển hai bước, ba bước, kiểu kiểu như vậy. Thì trò chơi nó sẽ sinh động hơn. Rồi, thì cô thêm cho em hai khối này ha. Chúng ta vẫn đang ở chương trình dành cho xe tăng tự động, xe tăng màu xám đó. Rồi, bây giờ thì thầy cô sẽ cho nó di chuyển bằng cách là chúng ta bỏ vào đây cho em một câu lệnh đợi đi. Tại vì nó di chuyển liên tục thì nó cũng khó xử lý lắm. Nó cũng khá là khó xử lý ha. Nên là 5 giây chúng ta cho nó di chuyển một lần. Chúng ta cho nó 5 giây rồi nó mới di chuyển một lần. Đúng không? Chúng ta cho vào đây một câu lệnh đợi đi. Di chuyển xong nó dừng, di chuyển xong nó dừng. Còn sau này thì cô thích thì thầy cô cho cái thời gian này nó là một con số ngẫu nhiên từ 1 giây đến 10 giây. Thì cô có thể chủ động những cái việc đó. Ok, em cũng sẽ cho nó chọn một cái hướng để di chuyển một cách ngẫu nhiên. Lúc này thì bây giờ em sẽ cần một cái câu lệnh mang tính chất ngẫu nhiên, nên là em sẽ vào cái mục tính toán thì cô ha. Mục tính toán này chúng ta có câu lệnh là lấy ngẫu nhiên ha. Em cần câu lệnh này và một phép tính nhân. Chúng ta để ở ngoài ra giúp em như thế này thì cô nhé. Rồi, xong đến bước này thì cô nhấn lên cho em phím số 4. Là em đang cố gắng là cứ 5 giây em cho cái con robot tự động này để di chuyển ngẫu nhiên. Và em chuẩn bị tạo ra một cái hướng di chuyển ngẫu nhiên. Đối với xe tăng của người chơi á, thì hướng di chuyển được quyết định bằng 4 phím mũi tên. Nhưng đối với xe tăng tự động á, thì nó cần có cái hướng, nhưng mà cái hướng đó nó sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên là một trong bốn hướng nha thầy cô, là lên xuống qua lại y như là xe tăng tự động thôi, y như là xe tăng người chơi thôi, nhưng mà người chơi quyết định hướng, còn xe tăng tự động thì máy tính quyết định hướng cho nó. Và để tăng lên cái yếu tố sinh động và bất định của trò chơi á, thì chúng ta sẽ xài các câu lệnh ngẫu nhiên như thế này. Rồi thì hướng của chúng ta ha, hai câu lệnh này đều có màu xanh lá cây và nó nằm trong phép toán nhé. Hướng của chúng ta là sẽ có bốn hướng, là nó sẽ tương ứng với các con số là -90 này, 0 này, 90 này và 180 này, đúng không thầy cô? -90 chính là hướng qua trái, 90 chính là hướng qua phải, lên trên là 180 và xuống dưới là 0, nên em mới lấy ra hai cái câu lệnh là lấy ngẫu nhiên và một phép tính nhân. Bây giờ thì cô thử tự mình điền vào lấy ngẫu nhiên từ bao nhiêu đến bao nhiêu và phép tính nhân đó là nhân với bao nhiêu ạ? Chúng ta có bốn hướng ha thầy cô ha, tương ứng với các con số là -90, 0, 90 và 180. Nên là chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận dạng ra là nhân với 90. Và con số ngẫu nhiên này nó sẽ nằm từ bao nhiêu đến bao nhiêu thầy cô ha? Bây giờ là khi thầy cô bắt đầu nghĩ thì nó sẽ bắt đầu phức tạp đúng không? Thực ra vẫn đơn giản là -1 cho đến 2.
Tại vì chúng ta cần sinh ra các con số là trừ 90, 0, 90 và 180, đúng không ạ? Là bốn hướng di chuyển của chúng ta là tương ứng với bốn con số thôi. Nên là tất cả những gì chúng ta cần là lấy ngẫu nhiên từ trừ 1 đến 2 thôi là được, là chúng ta cũng không quan tâm x là với y là gì đâu ạ. Chúng ta chỉ cần biết cái hướng của nó thôi, mà chúng ta nhân với 90 là chúng ta sẽ có cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Và câu lệnh này thầy cô sẽ cần phải ghép thêm với câu lệnh đặt hướng bằng. Rồi, thầy cô làm tiếp cho em ha. Và nhấn lên cho em là phím số 5 ha. Từ trừ 1 đến 2 nha thầy cô nha. Tại vì chúng ta có 180 nữa. Và chúng ta sẽ dùng cái khối lệnh này ha. Dùng cái khối lệnh lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 2 nhân với 90 á. Chúng ta ráp nó vào cái câu lệnh đặt hướng bằng 90. Để chúng ta chọn một cái hướng ngẫu nhiên dành cho xe tăng tự động, xe tăng màu xám, mình sẽ gọi là xe tăng màu xám đi ha. Rồi chúng ta có hướng rồi đó, chúng ta có hướng rồi đó. Bình thường là người chơi nhấn phím mũi tên để quyết định hướng, còn bây giờ là máy tính quyết định hướng di chuyển. Rồi và sau khi chúng ta có hướng rồi á thì di chuyển có 5 bước thì thực ra nó ngắn quá. Di chuyển có 5 bước thì thực ra nó hơi ngắn. Hay là thầy cô cứ giả sử coi như là máy tính nó sẽ di chuyển 10 lần. Hay là chúng ta sẽ dùng cái câu lệnh là điều khiển, đúng không ta? Lặp lại 10 lần rồi chúng ta gọi di chuyển thôi thầy cô. Rồi chúng ta lặp lại 10 lần này. Rồi xong chúng ta gọi cái hàm di chuyển tự động là coi như là cái máy tính nó chọn một hướng, ví dụ như hướng đi lên đi, sau đó nó nhấn cái hướng đi lên 10 lần, đúng không ạ? Đó thì thầy cô sẽ có chương trình di chuyển ngẫu nhiên của xe tăng tự động là nó chọn hướng và nó di chuyển 10 bước, mỗi bước là 5 đơn vị và nó sẽ di chuyển chậm hơn so với xe tăng của người chơi. Đương nhiên những quy luật cơ bản của di chuyển là chạm vào các cái vật cản thì nó sẽ không được đi tiếp, nó sẽ bị dừng lại ở đó. Và cuối cùng là thầy cô sẽ ráp nó vào cái khối liên tục này, đúng không ạ? Sao nó cứ bị dính đây ta? Rồi như vậy thầy cô ha, đây là chương trình dành cho xe tăng màu xám. Với cái chương trình co có tên là di chuyển tự động, nó vẫn khá là giống với chương trình con của xe tăng màu xanh lá cây. Tuy nhiên cái hướng di chuyển của xe tăng màu xám này nó không được quyết định bằng các phím mũi tên mà máy tính, mà chúng ta lập trình cho máy tính chọn lựa ngẫu nhiên cái hướng của xe tăng màu xám và sau đó nó sẽ di chuyển 10 lần theo cái hướng đó. Và chúng ta nhấn vào biểu tượng màu đỏ, sau đó chúng ta nhấn vào cái biểu tượng màu lá cờ màu xanh để chúng ta xem cái chương trình của chúng ta như thế nào. Hơi xui ha, lọt vô đây mất tiêu rồi, thì cô phải kéo xe tăng màu xám ra. Xe tăng màu xám mà nó lọt trong cục gạch là nó không di chuyển được, nên là thầy cô phải kéo nó ra cái không gian nào đó trống trống thì nó mới di chuyển được ha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục phát triển chương trình. Nhưng mà nếu thầy cô thấy cái xe tăng màu xám nó có thể di chuyển được cùng với cái khối lệnh này nè, nó sẽ tô vàng lên, tức là nó đang liên tục xử lý đó thầy cô. Thì thầy cô nhấn lên cho em phím số 6 ha. Rồi đó, khi xe tăng màu xám nó xuất hiện vô là chương trình của tất cả những thằng khác sẽ thay đổi theo, tất cả luôn nha thầy cô nhé. Nên là việc thiết kế một cái trò chơi nó sẽ hơi cực là như vậy. Khi một nhân vật vào thì thầy cô thiết kế nó với mục đích gì đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những nhân vật còn lại, đúng không ạ? Nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các chương trình mà chúng ta đã làm từ trước đến giờ, từ xe tăng màu xanh, từ viên đạn và từ việc chúng ta sinh ra cái bản đồ, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ sửa từ từ ha, chúng ta sẽ thấy sai đâu chúng ta sửa đến đó. Đầu tiên á, thầy cô nhấn vào cái biểu tượng màu đỏ để chúng ta dừng chương trình.
trước khi chúng ta sửa. Chúng ta nhấn vào cái nút màu đỏ này để chúng ta dừng chương trình, tại vì bây giờ trong chương trình chúng ta có những cái khối liên tục này nè, mà máy tính của thầy cô nếu mà yếu quá là có thể nó hơi treo quá nha, nên là thầy cô phải dừng lại chương trình rồi chúng ta mới sửa. Hồi nãy á, thầy cô thấy á, là cái viên gạch nó sinh ra và nó đè lên cái xe tăng này luôn đúng không, và xe tăng này nó không có di chuyển được, nên là chúng ta sẽ sửa lại chương trình dành cho viên gạch để cho nó đừng có đè lên cái chiếc xe tăng này, đúng không? Và cách làm á, là hoàn toàn tương tự như là đây chương trình của viên gạch ha. Cách làm là hoàn toàn tương tự cái chỗ nếu này nè, nếu này tức là cái viên gạch nó được sinh ra và nó chạm lên cái xe tăng, nó chạm lên cái xe tăng, đúng không? Nên là chỗ này chúng ta sẽ mở rộng cái điều kiện ở đây thành một cái điều kiện nó phức tạp hơn. Thầy cô sẽ vào phần phép toán ha, và chúng ta có cái phép tử và phép toán là hoặc. Nếu đang chạm vào xe tăng 1 hoặc là đang chạm vào xe tăng boss thì chúng ta sẽ không có sinh ra cục gạch. Nên là em sẽ kéo cái này ra, em bỏ vào cái hình thoi đầu tiên của hoặc, và cái hình thoi thứ hai á, nó sẽ là điều kiện đang chạm vào xe tăng boss, và ráp cái này lại vào trong cái khối điều khiển nếu, thì chúng ta sẽ có một cái chương trình mới mà các cục gạch khi sinh ra là nó sẽ không có chạm vào, nó không có chạm vào cái cả hai xe tăng, đúng không ạ? Rồi thầy cô làm này giùm em ha, em sẽ để riêng ra cho thầy cô dễ nhìn ha, và chúng ta sẽ ráp nó lại, chúng ta sẽ ráp nó lại vào cái nếu thì mà chúng ta đang để trống. Rồi thầy cô nhấn lên cho em phím số 7 ha. Khi thầy cô làm xong, thầy cô nhấn phím mũi tên nhấn vào lá cờ màu xanh để chạy lại chương trình từ đầu, và viên gạch nó sẽ sinh ra và nó sẽ né cả hai xe tăng luôn, chứ không thôi là cái xe tăng tự động nó sẽ bị kẹt vào trong đó và nó không có di chuyển được nữa. Mà khi nó né được á, khi nó né được thì xe tăng tự động nó sẽ có không gian để nó di chuyển. Làm từ dễ đến khó ha, giống như là chúng ta thêm một cái nhân vật, thường là chúng ta sẽ viết chương trình cho cái nhân vật mới thêm, sau đó thầy cô sẽ viết thêm chương trình cho tất cả những nhân vật còn lại. Thì chúng ta đang bắt đầu mới để chúng ta làm cái chương trình sẽ tăng màu xám, đó là chương trình cho nhân vật mới thêm. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải sửa chương trình của tất cả các nhân vật còn lại, đầu tiên là cục gạch vì nó ít nhất, đơn giản vậy thôi thầy cô. Sau đó chúng ta sẽ qua chương trình khác, đúng không ạ? Rồi, chúng ta đã xong cái chương trình của cục gạch và chúng ta qua một chương trình của nhân vật thứ hai, là nhân vật còn hai nhân vật thôi, là viên đạn và xe tăng màu xanh. Nhưng mà chúng ta sẽ viết cái chương trình dành cho xe tăng màu xanh trước đi, xe tăng màu xanh trước dễ hơn thôi. Thì cái xe tăng màu xanh này á, thầy cô không được cho nó đi xuyên qua cái xe tăng màu xám, nó chạy đụng xe tăng màu xám thì nó phải dừng lại, đơn giản thôi đúng không ạ? Nên là chỉ cần thầy cô làm thêm một cái nếu nữa thôi, và cái điều kiện ở đây nó sẽ là cái xe tăng boss, thì cái xe tăng của chúng ta nó sẽ không có đi xuyên qua cái xe tăng màu xám nữa, nó tới đây nó dừng, đây nó dừng ha, nó dừng. Chúng ta sẽ trả lại chương trình xem thế nào ha. Đó, thầy cô sẽ thấy ha, cái viên gạch nó sinh ra nó sẽ né cái xe tăng màu xám này đi. Chúng ta có thể thử ha, nó sẽ né ra và xe tăng màu xám nó sẽ có không gian để nó di chuyển, ok đúng không ạ? Nếu như thầy cô làm xong cái bước này thì chúng ta nhấn lên trên phím số 8 ha.
Rồi, bây giờ cái chương trình khó nhất là cái chương trình của viên đạn. Khi viên đạn này bắn ra, thì nó sẽ di chuyển, đúng thầy cô? Nó sẽ di chuyển và nếu mà nó đụng vào cái chiếc xe tăng màu xám này, thì cái chiếc xe tăng màu xám này nó sẽ biến mất và người chơi sẽ được một điểm. Chúng ta có thể hiện thực một cái chức năng như vậy. Theo cái giáo trình đó là thầy cô sẽ còn cho xe tăng màu xám này nó bắn ra viên đạn nữa, nhưng mà thêm viên đạn của xe tăng màu xám là nó bùng nổ, cái chức năng khủng khiếp lắm. Nhưng nên là chúng ta sẽ khoan thêm. Bây giờ em sẽ hiện thực cái chương trình mà cái viên đạn này nó chạm vào cái xe tăng màu xám, đúng thầy cô? Nó sẽ chạm vào xe tăng màu xám. Thì cái nguyên tắc để chúng ta hiện thực sự tương tác giữa hai nhân vật trên squad này là chúng ta phải có một thằng nó thường xuyên nó kiểm tra xem nó có đụng cái thằng thứ hai hay không. Nếu nó đụng cái thằng thứ hai thì nó xử lý và nó phát tin nhắn để nó báo cho thằng thứ hai biết. Cô phải nhớ nguyên tắc này nhé. Chúng ta phải thường xuyên kiểm tra xem nó có đụng cái thằng thứ hai hay không. Nó đụng thì xử lý và báo cho cái thằng thứ hai biết. Thằng thứ hai biết rồi thì mới xử lý, chứ thằng thứ hai sẽ không có kiểm tra. Một thằng kiểm tra thôi là được không? Đúng không? Và thầy cô hiện thực cái chức năng kiểm tra đó cho thằng nào thì nó cũng sẽ ổn hết á, nó cũng sẽ ổn, cũng sẽ hiện thực được hết thôi. Nhưng mà nó có tốt hơn hay nó xấu hơn hay không thì phải làm nhiều thì chúng ta mới có kinh nghiệm để chúng ta làm cái chuyện này, đúng không thầy cô ha? Rồi bây giờ em xem chương trình của viên đạn nè. Nó đang có một cái khối lặp đi lặp lại, tức là em sẽ kiểm tra khi mà cái viên đạn này nó di chuyển 5 bước, nó cứ di chuyển 5 bước thì em sẽ kiểm tra xem có nó có đụng vào cái xe tăng màu xám hay không, đúng không ạ? Vì ở đây chúng ta có sẵn một cái khối lặp lại này, mang tính chất là lặp đi lặp lại, nên chúng ta sẽ hiện thực cái điều kiện kiểm tra bên trong cái khối này là ổn, khá là hợp lý, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có cái kiểm tra xe tăng màu xám á, là thầy cô sẽ xài câu là nếu ha, nếu chạm vào xe tăng màu xám là tăng boss á. Mà đây là chương trình dành cho cái viên đạn, đúng không ạ? Rồi cứ di chuyển 5 bước chúng ta sẽ kiểm tra. Rồi, thầy cô hiện thực cái phần này lên cho em ha. Và nhấn lên cho em phím số 9. Đây là chương trình của viên đạn thầy cô nhé. Rồi, thì cái viên đạn này khi mà nó đã chạm vào cái xe tăng thì nó sẽ ẩn đi, đúng không? Nó sẽ ẩn đi. Đó, đụng vào đây nó ẩn đi rồi. Thì thầy cô sẽ cho vào đây là câu lệnh ẩn. Nhưng mà quan trọng sau đó là nó phải phát ra một cái tin nhắn để nó báo cho xe tăng này biết. Và câu lệnh phát tin thì thầy cô có thể tìm được trong phần sự kiện như vậy. Đúng không? Sự kiện chúng ta sẽ phát ra một tin nhắn. Và thầy cô cần phải đổi tên cái tin nhắn này nhé. Thông báo mới và chúng ta đổi một cái tên đi ha thầy cô ha. Thầy cô cho một cái tin nhắn. Em có thể đặt cho nó hay ho hơn so với giáo trình là ghi điểm. Chúng ta đã bắn trúng được một xe tăng người, bắn trúng được một cái xe tăng
màu xám và chúng ta sẽ phát cái tin nhắn là ghi điểm. Rồi, thầy cô nhấn lên cho em phím chắc khỏi ha. Chúng ta sẽ chọn OK và chúng ta di chuyển cái khối nếu này vào đằng sau cái câu lệnh di chuyển 5 bước. Và để thử ha, để thử cho cái tin nhắn này coi nó có hoạt động thành công hay không, thầy cô cứ di chuyển cái con xe tăng màu xanh ha, chúng ta không cần thiết phải sinh ra cái bản đồ đâu. Và cái viên đạn này nè, thầy cô thấy bây giờ nó sẽ dừng lại ở cái xe tăng màu xám này đúng chưa? Nó sẽ dừng xe tăng màu xám này vì nó đã thực hiện cái câu lệnh ẩn khi mà cái điều kiện chạm vào xe tăng màu xám này nó xảy ra. Chạm vào đâu đó. Rồi, bây giờ á, xe tăng màu xám nó sẽ nhận được cái tin ghi điểm này và nó làm cái gì đó thì tùy thầy cô có thể chủ động cho tương lai, nhưng mà bây giờ em sẽ làm một cái đơn giản là nó sẽ ẩn đi thôi thầy cô ha. À, chúng ta sẽ chuyển qua chương trình của xe tăng màu xám và chúng ta sẽ có cái câu là khi nhận được tin nhắn. Bây giờ chúng ta có hai tin nhắn rồi nha, hồi nãy là chúng ta có một tin nhắn là đạn gặp chạm vào viên đạn ha, và bây giờ chúng ta sẽ phải lựa chọn cho nó đúng tin nhắn, chúng ta nhận tin nhắn nào chúng ta xử lý cho tin nhắn đó. Đối với xe tăng màu xám này thì nó sẽ cần biết là cái tin nhắn ghi điểm, được không thầy cô? Và tất cả những gì mà nó cần làm á là nó nhiều lắm, tương lai nó có thể làm được nhiều thứ lắm, nhưng mà cái tính năng đơn giản nhất là nó sẽ ẩn đi, được không ạ? Nó sẽ ẩn đi. Và vì nó đã ẩn đi một lần rồi nên là thầy cô phải cho nó hiện lại khi mà chúng ta bắt đầu trò chơi. Và bắt đầu trò chơi của chúng ta là khi mà nhấn vào lá cờ màu xanh này nè, đúng không ạ? Nên là chúng ta sẽ bổ sung vào đây cái câu lệnh hiện nữa. Chứ nếu không thôi mà nó ẩn đi rồi là nó sẽ ẩn luôn á, mà sau đó sẽ không thấy nó đâu nữa, đúng không ạ? Mà trò chơi của chúng ta nó không có hợp lý. Nên là bây giờ thầy cô sẽ phải bổ sung nó hiện lên mỗi khi chúng ta nhấn vào lá cờ màu xanh. Khi nó bị bắn trúng á, khi nó nhận được tin nhắn ghi điểm này nè, tức là nó đã bị bắn trúng á, thì nó sẽ ẩn đi. Và thầy cô bây giờ có thể nhấn vào lá cờ màu xanh để chúng ta thử cái trò chơi ha. Xe tăng màu xanh của chúng ta sẽ di chuyển, chúng ta có thể bắn để dọn gạch. Xe tăng màu xám á thì nó di chuyển một cách ngẫu nhiên thôi, đụng gạch thì nó dừng ha. Đụng gạch thì nó sẽ dừng. Và nếu chúng ta bắn trúng nó thì nó sẽ mất đi. Rồi, thầy cô có thể thử lại ha và nhấn lên cho em phím số 1 ha. Nếu như chúng ta đã có thể chạy tương đối là hoàn chỉnh các cái chức năng này. Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn thầy cô làm thêm một số cái tính năng nhỏ nhỏ thôi, tại vì bây giờ mà xe tăng tự động mà thêm viên đạn vô là em nói nhiều lắm, nó sẽ rất nhiều luôn. Khi xe tăng tự động mà nó bắn ra một viên đạn là thầy cô sẽ hiện thực khá là nhiều, mà cái đó thầy cô có thể xem thêm trong tài liệu để thầy cô hiện thực thử ha. Em sẽ làm một số tính năng vui vẻ hơn nhưng mà nó đơn giản để chúng ta có thể có một cái trò chơi nó tương đối là chơi được ha. Tính điểm đi, bây giờ chúng ta có thể tính điểm và cho cái xe tăng tự động này nó di chuyển đến một cái vị trí ngẫu nhiên để nó tiếp tục chúng ta bắn cái xe tăng khác. Còn hiện tại thì bắn mất rồi, mất luôn rồi, nó còn hiển thị nó đâu đúng không ạ? Nó đâu còn chạy gì nữa đâu đúng không ạ? Rồi,
Để bắt đầu làm á ha, thì thầy cô nhớ nhấn vào cái lá cờ, cái nút màu đỏ thầy cô nha. Để nếu máy tính của thầy cô nó hơi yếu á thì nó sẽ không có bị treo. Còn nếu thầy cô vẫn tiếp tục làm mà quên nhấn vào cái nút màu đỏ này thì chương trình nó sẽ khá là nặng nề và chúng ta làm nó sẽ rất là vất vả. Rồi thì chúng ta có thể tạo một cái biến số ha để chúng ta tính điểm. Chúng ta vào đây các biến số ha, thầy cô tạo một biến và đặt tên nó là điểm đi. Em có thể đặt nó là chữ viết khoa lên đi ha, cho nó sinh động. Mà cái này nó sẽ nằm ở góc của trò chơi để chúng ta hiển thị coi là người chơi có bao nhiêu điểm á. Rồi, và chúng ta sẽ cho cái điểm này nó bằng 0. Cái điểm này nó bằng 0 khi trò chơi bắt đầu. Quan trọng là như vậy thì cô nhé. Khi trò chơi bắt đầu thì điểm số này phải được cho về không. Và thầy cô xem nè, chúng ta có một cái chương trình dành cho con xe tăng màu xám và chúng ta có sự kiện lá cờ màu xanh. Chương trình dành cho cục gạch, chúng ta cũng có một lá cờ màu xanh. Đúng không? Còn cái nào nữa không ta? Hết rồi. Hiện tại ha, là chúng ta có hai chương trình có cái lá cờ màu xanh là cục gạch và xe tăng màu xám. Ý nghĩa của sự kiện lá cờ màu xanh này đều là khi trò chơi bắt đầu cả. Nên thầy cô cho cái việc đặt điểm bằng 0 vào đâu cũng đúng hết á. Vào chương trình của cục gạch cũng được, mà vào chương trình của xe tăng thì cũng được. Cũng được hết nha thầy cô. Nên đây mới là cái khó nè. Khi mà có nhiều chỗ để thầy cô có thể đặt quá, mai mốt thầy cô tìm lại tìm không ra. Khó là khó như vậy ha. Nên là thầy cô hãy cố gắng nhớ cái này. Anh thì em cũng thua, em cũng không biết làm sao. Nhưng mà chúng ta có thể chọn là nhân vật chính đi, là chúng ta cho nó làm những cái quan trọng. Bây giờ nó chưa có cái sự kiện là đặt điểm bằng 0 thì chúng ta bổ sung cho nó. Khi nhấn lá cờ màu xanh thì cái điểm số này nó bằng 0 và chúng ta hiện thực chương trình này ở nhân vật chính, đó là chiếc xe tăng màu xanh. Rồi, thầy cô nhấn lên trên phím số 2 ha, để chúng ta đã làm xong cái bước này. Không, em sẽ không cho thầy cô xem chương trình của xe tăng màu xanh đâu, vì cái đó nó không quan trọng. Thầy cô hãy hiện thực đúng cho em cái chương trình xe tăng màu xanh có lá cờ và đặc điểm bằng không. Mấy cái kia nó đâu có ảnh hưởng gì đâu à, mà mấy cái đó chúng ta cũng đã làm rồi. Bản thân những chương trình cũ chúng ta đừng có đụng vào. Giống như á, chương trình của xe tăng màu xanh này nè, là không có đụng vào bốn phím mũi tên. Chúng ta có làm thì làm ở phần di chuyển thôi. Còn bây giờ chúng ta đang gọi là chỉ chỉnh cái điểm nó bằng không thôi mà, thì chúng ta đâu cần thiết phải xem chương trình cũ đâu ạ. Thầy cô đừng cố gắng dò theo chương trình của em làm gì hết á. Thầy cô hãy chủ động hiện thực ở phía mình ha. Thầy cô sẽ học được nhiều hơn. Thầy cô dò theo các câu lệnh nó khó lắm. Em nghĩ nó sẽ rất là khó. Vì bây giờ chương trình nó đâu có ngắn nó đâu. Nó bắt đầu nó dài rồi. Và khi chúng ta hiện thực một chức năng mới, chúng ta phải rất là tự tin rằng nó sẽ không có đụng gì tới cái chức năng cũ cả. Và đó là một sự kiện mới thì nó giống như là một cái chương trình độc lập, nó sẽ không đụng gì với cái chương trình cũ của thầy cô đâu. Ok. Rồi, tiếp tục thầy cô ha. Bây giờ chúng ta sẽ hiện thực cái tin nhắn ghi điểm. Có rất nhiều chỗ để thầy cô có thể tăng một điểm lên cho người chơi. Ví dụ như trong chương trình của trái banh, chỗ này nè, phát tin nhắn ghi điểm, thầy cô có thể tăng cái điểm số ở đây.
hoàn toàn làm được. Cái xe tăng màu xám này khi nó nhận tin nhắn ghi điểm, nó tăng cái điểm lên, vẫn làm được luôn. Nhưng mà cái chương trình dành cho nhân vật chính á, nhân vật chính nó cũng nhận được cái tin nhắn ghi điểm này. Đây là chương trình dành cho xe tăng màu xanh. Nó là một nhân vật trên cái sân khấu. Một thằng la lên, cụ thể là cái cục gạch này nè, cái viên đạn này nó la lên là tôi ghi điểm rồi. Thì tất cả những nhân vật trong sân khấu sẽ đều nghe được cái tin nhắn đó hết, bao gồm luôn cả nhân vật chính. Nên là thầy cô hoàn toàn có thể hiện thực cái tin nhắn ghi điểm ở phía bên xe tăng màu xanh và cho nó tăng điểm số lên một điểm, thay đổi điểm một lượng là một, thì thầy cô sẽ có được một điểm. Này, chúng ta có thể thử lại ha, có thể chạy lại chương trình ha, mà chúng ta cố gắng chúng ta tìm đúng cái xe tăng màu xanh. Tôi sẽ có một điểm. Bây giờ muốn chơi tiếp thì không chơi được nữa, có một điểm thôi. Nhấn vào lá cờ màu xanh thì điểm nó sẽ về không. Và cứ nhấn vào xe tăng màu xám thì nó sẽ có thêm một điểm. Rồi, thầy cô có thể cho xe tăng màu xám khi mà nó bị trúng đạn á, nó sẽ di chuyển đến một vị trí khác, một vị trí ngẫu nhiên trên sân khấu. Thì thầy cô có thể thử làm thêm chức năng đó thêm xem thế nào. Nhưng mà trước hết thầy cô nhấn lên trên phím số 3 đi ha. Nếu như thầy cô đã có thể ghi được một điểm thì mà chúng ta bắn trúng xe tăng màu xám, chúng ta ghi được một điểm. Rồi thì cô có thể phát thêm âm thanh hay làm gì thêm đó, thì chúng ta có rất là nhiều sự lựa chọn đúng không ạ? Chúng ta thêm một âm thanh hoan hô rồi chúng ta phát ra âm thanh. Vậy trong trò chơi thì cô nên lồng thêm nhiều cái âm thanh hay để cho nó sinh động hơn. Bây giờ nó sẽ có một cái khó là một chức năng chúng ta muốn làm có thể nó sẽ được có thể được hiện thực ở nhiều chỗ khác nhau, chỗ nào cũng được hết. Nên là chúng ta sẽ cần phải tương đối là thận trọng và tỉ mỉ đối với những cái gì mà nó có quá nhiều chỗ hiện thực. Em nghĩ là chúng ta nên gom về nhân vật chính cho dễ quản lý, để sau này chúng ta biết là cái chức năng đó nó được hiện thực ở đâu, chứ không thôi là khó lắm, chúng ta mất xe đăng bót. Nói chung là khi thầy cô xài một cái câu lệnh ẩn thì thầy cô phải ngay lập tức tìm ra một chỗ để hiện nó lại. Của thầy xoáy là quên hiện nó lại vào lá cờ màu xanh này, thì khi nó mất luôn. Khi mà có xài câu lệnh ẩn thì bắt buộc phải xài ngay câu lệnh hiện liền, chứ không thôi chúng ta quên đó, thiếu cái câu lệnh hiện rồi đó. Thầy này bổ sung vào cái lá cờ màu xanh ha, nếu không thì nó sẽ mất luôn. Còn bây giờ thầy cô có thể làm phong phú hơn bằng cách là đi tới vị trí ngẫu nhiên ha. Hoặc là xe tăng màu xám nó bị bắn chết rồi nó sẽ luôn luôn về lại một vị trí nào đó tùy thầy cô. Chúng ta có thể có rất là nhiều cái quy luật để chúng ta định nghĩa ra cái trò chơi. Nhưng mà một trong những cái mà đi đến những vị trí ngẫu nhiên xong rồi hiện ra lại cũng là một cái khá là ổn dành cho một cái chương trình, dành cho một cái trò chơi như hiện tại. Đây chương trình của xe tăng màu xám nha thầy cô nhé. Cái chức năng mà xe tăng màu xám này nó bị bắn xong rồi nó đi đến vị trí ngẫu nhiên thì nó phải được hiện thực ở xe tăng màu xám rồi, chứ nó không thể nào khác nữa. Còn thầy cô, đó, đôi khi nó bị vô góc kẹt ha, thì không phải là cái dễ để làm đúng không ạ? Mà cái này để dành cho thầy cô tự làm ha. Nếu nó đi tới vị trí ngẫu nhiên mà bị kẹt thì phải tiếp tục tìm vị trí khác, kiểu như vậy. Đó. Hoặc là thầy cô định nghĩa 10 cái vị trí mà nó sẽ xuất hiện trên cái sân khấu này, rồi thầy cô chọn một con số ngẫu nhiên từ 1 đến 10 rồi đến cái vị trí đó, có khi nó lại còn dễ hơn là chúng ta lập và chúng ta tìm. Chúng ta sẽ linh động cho những cái chuyện đó, tạo ra một danh sách mà có 10 vị trí, chúng ta chọn ngẫu nhiên từ 1 đến 10 và chúng ta đến một trong 10 vị trí để chúng ta định nghĩa. Đối với người chơi, người ta sẽ không nhận ra chuyện đó, khó nhận ra lắm. 10 điểm, kiểu như vậy, cái gì hết.
Rồi, thì cô thử ha và nhấn lên cho em phím số 4 ha. Thì cô hãy luôn luôn nhớ nha là xài con lệnh ẩn là phải hiện lên ở đâu đó, chứ không thôi là nó ẩn luôn á. Mà thường là nó sẽ hiện lên ở lá cờ màu xanh. Đó thì em đã nói rồi đó, thì nó có thể hiện trúng vào cái viên gạch, thì cái đó mình tự viết thêm lệnh để có thể tìm vị trí mới này ha, xài thêm cái câu lệnh lập thôi, cái đó để cho thầy cô tự sáng tạo. Thay vì đi tới vị trí ngẫu nhiên thì chúng ta sẽ lập cho đến khi nào gì gì đó, đi tới vị trí ngẫu nhiên rồi kiểm tra xem nó có bị đụng vào viên gạch, đụng vào cái gì đó hay không. Rồi chúng ta nếu mà nó đụng thì chúng ta lại phải đi tìm một vị trí khác cho đến khi nào nó không đụng thì thôi. Đó là những cái giải thuật mà trong các cái đề thi học sinh giỏi có rất nhiều đúng không ạ? Thì đây là nơi để thầy cô áp dụng vào. Đó. Rồi, em sẽ hướng dẫn cái tính năng cuối cùng vì em nghĩ là nó quan trọng, tức là tính năng qua màn. Thầy cô sẽ qua màn thứ hai theo một cái điều kiện nào đó do thầy cô tự định nghĩa ha. Nó có nhiều cách để định nghĩa lắm. Ví dụ như thầy cô có một cái mục tiêu là cái điểm đích, đi đến đó thì là qua màn, hoặc là được 10 điểm thì qua màn, tùy. Nói chung là trò chơi có rất là nhiều cách để định nghĩa là cái luật chơi ha. Nhưng mà trong cái trò chơi xe tăng á, thì nó bắn được 20 cái xe tăng thì nó sẽ qua màn đúng không ạ? Số lượng xe tăng hiện ra càng lúc càng nhiều mà bắn được 20 chiếc thì nó sẽ qua màn đó. Hoặc là thầy cô cứ 10 giây sinh ra một chiếc, 10 giây sinh ra một chiếc chẳng hạn như vậy, hết thì qua màn. Thầy cô có thể phát triển rất là nhiều tính năng và độ phức tạp của nó không hề dễ đúng không ạ? Nhưng mà ở đây em làm đơn giản thôi, là nếu mà điểm điểm mà bằng 10 á thì chúng ta sẽ qua màn. Và thật sự luôn cũng có nhiều chỗ có thể hiện thực được cái việc kiểm tra điểm, nhưng mà em sẽ chọn hiện thực ở nhân vật chính. Nếu như mà nhận tin nhắn ghi điểm thì nhân vật chính là xe tăng màu xanh sẽ tăng điểm lên là một đơn vị, và chúng ta sẽ kiểm tra nếu như điểm mà bằng 10 đúng mà điểm mà bằng 10 thì chúng ta sẽ qua màn ha. Thì cô có thể lắp những cái này đúng không ạ? Một câu lệnh nếu, một câu lệnh màu xanh lá cây sẽ sánh bằng, và chúng ta điền cái biến điểm cũng như con số 10 này vào. Rồi thì cô nhấn lên cho em phím số 5 ha. Nếu như chúng ta đã lắp xong câu lệnh nếu, câu lệnh nếu này nó không bao giờ xài một mình đó, thì bạn chắc chắn cứ nếu là phải có màu xanh lá cây rồi đó, gần như là thầy cô sẽ làm chuyện này cho đến khi nào chúng ta khá là quen tay. Tại vì nếu không bao giờ nó ở một mình, nó phải xài cặp với hai ba với là bốn cái câu lệnh khác nên nó mới khó, nên lập trình nó mới khó, vì lập trình là câu lệnh nếu này này thầy cô. Thầy cô có thể giải bất kỳ một cái đề thi học sinh giỏi nào chỉ với một câu lệnh nếu thôi, đó là lý thuyết đã chứng minh rồi, chứ không phải là thực nghiệm và là kinh nghiệm của em gì đâu mà em nói như vậy. Bất kỳ bài toán nào về lập trình cũng có thể được xử lý bằng một câu lệnh nếu. Công cụ thứ hai là một vòng lặp, nhưng nó phải là vòng lặp vô tận hơn. Vòng lặp vô tận và câu lệnh nếu là tất cả những gì mà chúng ta cần là mọi việc lập trình. Vì nó ít nên phải xài nhiều thì mới có thể xài tốt và xài hợp lý. Hợp lý như thầy cô sẽ không hợp lý, nó sẽ tạo ra những hiệu ứng rất khó kiểm soát mà nó sẽ tạo ra lỗi. Nhưng mà rồi vấn đề qua màn thì thật ra rất là đơn giản, rất là đơn giản. Thì cô chỉ cần phát một tin nhắn thôi, phát một tin nhắn gọi là tin nhắn màn 2 hoặc màn 3 hoặc là màn 4, cái gì đó cũng được, nhưng nó sẽ là một cái thông báo là qua một màn mới. Thầy cô sẽ phát tin nhắn, chúng ta sẽ vào một sự kiện đó thầy cô ha, và chúng ta phát tin. Lần này chúng ta sẽ phát tin là màn 2 đi ha. Okay. Rồi.
rồi, chỉ cần một cái chức năng nha, thì cô muốn qua màn nha, muốn qua màn nha, mà điểm về không á, là câu chuyện nó khác liền á. À, điểm về không mà qua màn 2, biết điểm bằng 10 qua màn 3 là khác liền. À, nên là điểm nó tăng dần thì dễ xử lý lắm. Điểm bằng 10 qua màn 2, điểm bằng 20 qua màn 3 thì nó dễ lắm. Chứ điểm mà bằng 10 đang màn 1 qua màn 2, đang màn 2 qua màn 3 là câu chuyện khác liền. Là làm cực lắm. Nói chung á, khi thầy cô muốn thực hiện một cái chức năng gì thì thầy cô hãy cố gắng ghi ra cho nó rõ ràng. Thầy cô nhấn lên cho em phím số 6 ha. Nếu chúng ta làm xong cái này, khi thầy cô làm một cái chức năng gì thì cô phải ghi ra cho nó rõ ràng là một. Thứ hai, không biết làm gì thì cái nhiệm vụ đầu tiên là khai báo biến, vô một biến số khai báo ra một biến. Và thứ ba là xài câu lệnh nếu, chỉ như đó thôi. Nhưng mà công cụ rất ít nên chỉ bao nhiêu đó, mà để làm được nhiều thứ thì chỉ có luyện tập thôi thầy cô. Tự đặt ra thử thách cho mình và tự luyện tập thôi, chứ chúng ta không thể nào có một công thức chung cho những cái đó được. Hết rồi. Ngôn ngữ lập trình chỉ có 3 công cụ thôi: khai báo biến và xài câu lệnh nếu, và cuối cùng nó sẽ được bọc trong một cái vòng lặp để thường xuyên kiểm tra cái điều kiện đó. Và cái vòng lặp đó đôi khi nó không rõ ràng thì cô khó thấy, tại vì ngôn ngữ lập trình bây giờ nó thay đổi nhiều rồi. Nhưng mà hai công cụ cơ bản nhất không bao giờ mất được, đó là biến và câu lệnh nếu. Thầy cô ha. Rồi, thì cái này em giải thích cho thầy cô ở mức độ cấp cao để cho nó trừu tượng và dễ hiểu thôi. Là bây giờ khi nhận được tin nhắn qua màn 2 á, những gì mà thuộc về màn 1 á, nó sẽ mất đi. À, từ trái banh này nè, có cần hay không, cục gạch này có cần hay không, xe đăng này có cần hay không, kiểu như vậy á. Tất cả những nhân vật thuộc màn 1 khi nhận được tin nhắn màn 2 thì nó sẽ ẩn đi. Được này cô, khi nhận được tin nhắn màn 2 thì nó sẽ ẩn đi. Đúng không? Còn nếu mà những cái nhân vật mà thuộc màn 2 á, khi mà nhận tin nhắn này thì nó sẽ hiện lên. Nên là em sẽ thêm đại một nhân vật ha, một nhân vật dành cho màn 2. Em sẽ gửi cho thầy cô một cái chiếc xe đăng khác ha, thầy cô có thể thêm vào chương trình của mình. Hai xe đăng luôn đi, hai chiếc xe đăng khác thì thêm vào chương trình của mình. Thầy cô thêm hai cái này vào chương trình của mình giúp em ha. Rồi thêm một lúc hai cái đó luôn thầy cô nha. Rồi em sẽ thêm vào bot 2 ha, và bot 3, thêm lúc hai cái luôn. Cái bot 2 này nó hơi khó nhìn ha, nó cũng màu xanh xanh nhưng mà nó sẽ không có lá cờ màu xanh, lá cờ Việt Nam. Yeah. Rồi thì cô thêm vào, chúng ta nhấn vào cho em phím số 1 ha. Phím số 1. Đây là hai nhân vật bot này. Hai nhân vật bot này. Hai nhân vật dành cho màn 2 đi thầy cô. Hai nhân vật dành cho màn 2. Rồi thì cô thêm cả hai nhân vật đó vào ha. Rồi thì cô nhấn lên trên phím số 1. Rồi, bây giờ ha, khi bắt đầu trò chơi của chúng ta, thì những nhân vật của màn 2 nó sẽ phải ẩn đi. Được không ạ? Thì chúng ta có tăng bot 2 và tăng bot 3 này. Khi bắt đầu trò chơi chính là cái sự kiện lá cờ màu xanh. Em sẽ hiện thực cái sự kiện lá cờ màu xanh dành cho cái xe tăng số 2 trước. Được không ạ? Tăng bot 2 ha. Khi nhấn vào lá cờ màu xanh, trò chơi bắt đầu thì nó sẽ ẩn đi. Tại vì nó chưa có được phép hiện ra ở màn 1. Đơn giản vậy thôi thầy cô. Nó chưa được phép hiện ra ở màn 1. Nhưng mà khi mà nó nhận được tin nhắn màn 2, ha, thì nó sẽ hiện ra. Thì thường những cái này nè, thầy cô sẽ phải hiện thực một cặp như vậy luôn. Nó có ẩn thì nó phải có hiện.
chứ nếu mà chỉ ẩn không mà không hiện lại á, là nó mất luôn, là nó sẽ không thấy được. À, nên là đây là một nhân vật dành cho màn 2, nó sẽ ẩn khi nhấn vào lá cờ màu xanh và nó sẽ hiện lên khi bắt đầu màn 2. Và thì cô làm tương tự như vậy cho cái thằng tự động thứ hai, nó cũng ẩn đi khi có lá cờ màu xanh và khi có tin nhắn, khi nhận tin nhắn màn 2 thì nó sẽ hiện lên. Đó là như vậy. Rồi thì cô hiện thực xong ha, thì thầy cô dẫn lên cho em kiếm số 2. Thật sự là chúng ta không bao giờ cần copy đâu thầy cô, khi chương trình càng dài thì càng nên hiện thực cẩn thận, việc sao chép nó khó lắm, em khuyên là không nên hiện thực, không cần thiết phải sao chép luôn á, ngoài chuyện thao tác nó khó, thứ hai là nó còn dễ nhầm nữa cơ. Thôi chúng ta cứ hiện thực từng bước như vậy. Rồi bây giờ thầy cô có thể chơi được rồi đó. Khi thầy cô hiện thực xong, thầy cô nhấn vào lá cờ không. Ok, nhấn vào lá cờ màu xanh đỡ đi thầy cô. Để kiểm tra cho lẹ ha, này để kiểm tra cho lẹ thôi. Thầy cô nhấn vào cái nút màu đỏ này nè. Rồi thầy cô đi bắn cái con sẽ đặt màu xám đây. Cho thầy cô được 10 điểm. 10 điểm thì mới qua màn 2 được, đúng không ạ? 10 điểm mới qua màn 2 được thôi. Nhấn vào nút màu đỏ cho nó mất cái gạch đi, di chuyển cho nó dễ ha. Nếu thì cô có thời gian thì chúng ta cứ làm tự, còn không có thời gian thì em mới như thế này để em làm sao được 19 giờ lẻ. Còn nếu mà ấy nữa em sửa lại điểm ban đầu cho chính bằng cái qua màn 2 test cho lẻ đúng không, thì ngồi bấm bấm lâu quá à, tới màu chính nè, tới điểm chính nè, quan trọng là cái điểm này bắn phát nó có ra được hai sẽ tăng dành cho màn 2 hay không, nó ra được là ok. Đó. Rồi, đó là cái quan trọng ha. Cứ nhấn vào lá cờ màu xanh thì mấy cái thằng của màn 2 nó ẩn hết, chưa tới lượt nó lên sân khấu. Đúng mà, chưa tới lượt nó lên sân khấu. À, bắn hết màn 1 phát ra tin nhắn màn 2 thì những thằng màn 2 nó mới được lên sân khấu. Thì kiểu như vậy thì không. Trong nguyên tắc để chúng ta làm việc qua mạng. Thì con ha. Rồi, những cái gì mà nó thầy cô không mong muốn nó hiện á thì thầy cô sẽ xài câu lệnh ẩn thôi. Thường là những nhân vật của màn 1 sẽ ẩn đi. Những nhân vật của màn 1 sẽ ẩn đi. Còn việc mà để qua màn chỉ là câu lệnh phát tin nhắn và nhận tin nhắn thôi, rồi sau đó thầy cô ẩn hiện một cách gọi là chính xác ha. Có thể là chúng ta làm ban đầu chưa quen thì có thể chúng ta hiện những nhân vật không cần thiết và ẩn đi những nhân vật không cần thiết, nhưng mà thầy cô cứ bổ sung từ từ là nó sẽ xong. Riêng cái nhân vật ở giữa, những nhân vật màn 2 mới mệt, ban đầu trò chơi nó ẩn, nhận tin nhắn màn 2 thì nó hiện, nhưng mà nhận tin nhắn màn 3 nó lại ẩn nha. Đó, nó sẽ hơi mệt cho mấy nhân vật ở giữa. Còn những nhân vật đầu tiên thì ban đầu thường là nó chỉ ẩn hiện có một lần thôi. Còn những nhân vật ở giữa là đầu tiên nó sẽ ẩn, sau đó nó sẽ hiện, rồi sau đó nó sẽ ẩn. Nó sẽ có một cái chuỗi quy luật như vậy. À, thì lúc đó thì chương trình nó sẽ bắt đầu phức tạp hơn, nó sẽ khó hơn, đúng không ạ? Ví dụ như xe tăng của người chơi mà đụng vào cái xe tăng màu xám thì sẽ thua chẳng hạn như vậy, thì cô có thể tự hiện thực thêm những tính năng đó là tương tác giữa các nhân vật thôi. À, chúng ta sẽ cần một nhân vật để kiểm tra xem nó có đụng nhân vật thứ hai hay không. À, và thường cái việc kiểm tra đó nó sẽ mang tính chất là nó di chuyển rồi nó kiểm tra, nó di chuyển rồi nó kiểm tra. À,
Đối với xe tăng người chơi thì thực ra thầy cô chỉ cần kiểm tra trong cái khóa lệnh di chuyển là được rồi đó. Nếu cái đó chạm vào xe tăng màu xám phát tin nhắn thua cuộc kiểu vậy, rồi cái gì đó nhận tin nhắn thua cuộc là làng lên bạn đã thua rồi, hoặc là phát một cái đoạn tin một cái đoạn nhạc buồn chẳng hạn, như vậy là thầy cô có thể sẽ có những trò chơi với những hiệu ứng như vậy. Dạ rồi, thì chắc là cái nội dung tập huấn sẽ dừng ở đây, em sẽ lưu chương trình và chia sẻ đến thầy cô ha, thầy cô có thể tự phát triển thêm, và hy vọng là thầy cô share lại cho cộng đồng nhiều cái chương trình hay và cái ý tưởng mới lạ. Em phải bỏ cái viên đạn của xe tăng tự động, tại vì chương trình mà khi có viên đạn của xe tăng tự động nó sẽ bùng nổ khá là nhanh. Thầy cô có thể tham khảo thêm trong tài liệu để chúng ta hiện thực cái chức năng đó. Còn những cái chức năng sau á, nó sẽ dùng lại hết thôi, nó sẽ không có bỏ sót cái nào cả. Nó là những cái cấu trúc cơ bản để thầy cô có thể xây dựng cái trò chơi có nhiều màn và có nhiều nhân vật tương tác, và cái kỹ thuật để tương tác với nhiều nhân vật như em đã trình bày đó là tin nhắn thôi, qua màn cũng là tin nhắn. Cuối cùng chúng ta có rất là ít các cái công cụ, và để có thể làm được nhiều cái lớn thì bắt buộc chúng ta sẽ phải sử dụng cái công cụ này tương đối thông thục. Và hy vọng là khi thầy cô có thời gian, chúng ta có thể làm thêm để có những cái trò chơi hay và chia sẻ lại trên cộng đồng thầy cô ha. Có nhiều cái ý tưởng để phát triển lắm, ví dụ như là thầy cô có thể vẽ một cái bụi cỏ trong cái bản đồ của chúng ta đang có không là không có gì hết, một là cục gạch, nhưng mà chúng ta có thể định nghĩa hai là một cái bụi cỏ, ba là một cái dòng sông, bốn là một cái miếng gạch thép và không thể bắn được đó, chỉ như đó thôi thầy cô làm vô ngàn luôn rồi. Quá nhiều thứ đi làm ha. Cái viên đạn mà nó bắn vô cái cục gạch thép thì cục gạch thép nó sẽ không mất chẳng hạn như vậy. Rồi bắn một vài chiếc xe tăng nó sẽ hiện ra hình sao, khi thầy cô chạm cái hình sao đó thì cô tăng level hoặc là thầy cô đổi cái ngoại hình của xe tăng. Nhiều thứ lắm, rất là nhiều thứ mà nếu nói ra là không hết luôn, nhưng thầy cô có thể thử xây dựng các bản đồ nó đẹp hơn và nó sinh động hơn bằng cách định nghĩa ra nhiều giá trị trong cái danh sách map đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ tùy cái giá trị nó bằng bao nhiêu mà chúng ta sẽ sinh ra cái bản sao gì. Chúng ta sẽ cần có một cái đối tượng gốc, đối tượng đó nó sẽ hiện lên, nó sinh ra bản sao và nó ẩn đi. Đối tượng gốc là chuyện đó. Thầy cô thử ha, và share những cái chương trình như vậy lên trên cộng đồng, cái đó em nghĩ nó sẽ rất là ấn tượng. Thầy ơi, cho em hỏi dạ. Cái trang web mà nó mình đánh cái chữ ra âm thanh đó thầy, dù mình nói cool rồi á, thầy cho cái tên trang web đó. Sound of Text thầy đánh sao thầy anh nói thầy Sound of Text. Cảm ơn thầy. Ok ạ, chắc còn khoảng 5 phút có thể trao đổi thêm với thầy cô một chút. Nếu thầy cô có vấn đề gì thì chúng ta có thể đặt câu hỏi. Nhưng em nghĩ với cái nội dung hướng dẫn này thầy cô hoàn toàn có thể dùng nó cho một cái buổi dạy ở trên trường, thậm chí là một học kỳ. Chúng ta có thể đến như vậy, em nghĩ là ổn, là đủ. Còn đối với những bạn nào mà khá hơn và giỏi hơn thì thầy cô có thể đề xuất ý tưởng để các bạn tự làm. Và cố gắng là chúng ta quản lý chương trình nha. Quản lý chương trình là điều quan trọng bây giờ đó, thì còn thì càng lúc nó càng nhiều rồi. Một chương trình cho một nhân vật bây giờ nó nhiều rồi, viết lung tung lên là không có quản lý được, và sau đó sẽ rất là khó để phát triển thêm. Nội như bây giờ xin cục gạch với cái bụi cỏ thôi là thấy là cái chương trình này là mệt rồi nè. Em nói là mệt luôn đó, thầy cô thử đi, không dễ đâu. Thầy cô nào làm xong có thể share lên. Rồi xong chương trình của xe tăng, khi chạm cục gạch thì nó dừng lại, nhưng mà nó sẽ đi xuyên qua được bụi cỏ, đúng không thầy cô? Nó đi xuyên qua được bụi cỏ chứ. Thậm chí đó, thầy cô làm khó hơn, đi qua bụi cỏ nó ẩn đi, qua khỏi bụi cỏ nó hiện lại. Đó, cái đó đâu có dễ đâu, đúng không ạ? Và đó là những cái tư duy về lập trình và xử lý chương trình đó. Còn công cụ thì cô biết rồi, ẩn hiện chúng ta biết rồi.
giống như là chúng ta đọc dữ liệu từ Phytex, cái đó mặc định chúng ta phải biết, và sau đó xử lý cái gì để lưu kết quả ra thì chúng ta phải xử lý. Và nó gần như là ý tưởng là vô tận, khó dễ có đủ hết. Thua rồi. Đúng ạ. Rồi, thầy cô có câu hỏi nào không ạ? Dạ rồi, thì sau này các cái buổi tập huấn của tụi em sẽ đều khoảng tầm 2 buổi là tối đa. Em sẽ rất là hiếm đề xuất các buổi tập huấn mở lên 3 buổi. Tại vì cộng đồng của chúng ta mở và thời gian rảnh của chúng ta cũng rất là khó để có thể sắp xếp. 3 buổi thì nó cũng trở nên dài và nặng nề quá. Cái khối lượng kiến thức nó cũng khá là nhiều. Thầy cô để ý thì gần như cứ qua một buổi thì số lượng tham dự của chúng ta cũng giảm đi khoảng nữa. Nên là em nghĩ 2 buổi cũng vừa. Và nội dung thì em cũng sẽ chọn lọc lại làm sao cho nó vừa phải để thầy cô có thể làm được nhiều nhất. Em mong muốn là nó nhiều hơn nữa, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định đối với các cái buổi tập huấn online, nên là cái kiến thức có thể là nó vừa tầm thôi, nó vừa để cho chúng ta có thể làm và có thể nhớ. Chúng ta làm nhiều xong chúng ta quên thì nó cũng rất là lãng phí, đúng không ạ? Và có tài liệu để thầy cô tự đọc và làm thêm. Khi thầy cô làm, thầy cô gặp vấn đề thì thầy cô nhắn trong group. Như vậy em nghĩ nó sẽ tiện nhất. Dạ. Không biết là thầy cô có nào có thêm ý kiến gì không ạ? Trước khi chúng ta dừng buổi tập huấn ngày hôm nay ạ. Không biết Quỳnh có trong group không ạ? Em sẽ nhờ OSTEM hỗ trợ cho thầy cô một ít hình ảnh mới để thầy cô làm cái bản đồ đó. Làm bản đồ đó em nghĩ không dễ đâu, làm bản đồ đó không dễ một chút nào. Rồi, ok, chắc là chúng ta dừng ở đây thầy cô nha.